Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 226. Không chỉ có vậy, Tần Quan đột nhiên lấy ra một vũ khí dài khác, nàng ta vác trên vai rồi nhắm thẳng vào Lục Chiêu Tịch phía xa, sau đó liên tục bóp cò. Đoàng đoàng đoàng. Trong phút chốc, hàng ngàn ngọn lửa phun ra. Ở phía xa, đồng tử của Lục Chiêu Tịch đột nhiên co rụt lại, nàng ta đan hai tay vào nhau. Trong phút chốc vô số thần lực thứ nguyên tập trung trước mặt nàng ta như thủy triều, cuối cùng huyễn hóa thành từng bức tường thần thứ nguyên vững chắc. Nàng ta lựa chọn phòng thủ một lần nữa. Ầm ầm ầm. Đột nhiên có một trận chấn động dữ dội, dưới sự chú ý của mọi người, bức tường thần trước mặt Lục Chiêu Tịch nứt ra từng chút, cùng lúc đó nàng ta cũng liên tục lùi lại, lần này nàng ta lùi ra xa cả mấy chục vạn trượng. Mà khi Lục Chiêu Tịch dừng lại, quần áo trước ngực nàng ta đã nhuộm màu đỏ máu. Những cường giả vũ trụ thứ nguyên đang có mặt đã hoàn toàn choáng váng. Không chỉ có bọn họ sững sờ, giờ phút này Diệp Huyên cũng ngây ra. Hắn vẫn luôn biết Tần Quan đang phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, nhưng không ngờ khoa học kỹ thuật của Tần Quan lại kinh người đến vậy. Vừa nãy hắn đã được chứng kiến thực lực của Lục Chiêu Tịch, nàng ta cũng vô cùng lợi hại. Mà lúc này, đối phương lại bị Tần Quan đánh cho không thể trở tay. Điều này thật khó tin. Lúc này Lục Chiêu Tịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Quan phía xa, lần này nàng ta không nói lời thừa thãi nữa mà nhảy vọt lên, sau đó cho Tần Quan một quyền. Chủ động xuất chiêu. Tần Quan nhìn quyền đó với vẻ mặt bình tĩnh, chỉ thấy trong trận pháp sau lưng nàng ta lại có một chùm sáng màu tím sẫm khác bắn ra. Bùm! Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Lục Chiêu Tịch đã bị đẩy lùi ra xa mười mấy vạn trượng. Lục Chiêu Tịch vừa dừng lại, thời không mấy trăm vạn trượng phía sau nàng ta đều biến thành tro tàn. Mà trước mặt nàng ta vẫn còn chùm sáng màu tím sẫm đó. Tay phải của Lục Chiêu Tịch đang chặn lại chùm sáng màu tím sẫm đó, lúc này cơ thể nàng ta đã bắt đầu bốc cháy, có thể tưởng tượng được sức mạnh mà nàng ta đang phải chịu lúc này đáng sợ đến mức nào. Đám cường giả của vũ trụ thứ nguyên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt ai cũng là vẻ không thể tin được quá kinh khủng. Bọn họ đều không ngờ Lục Chiêu Tịch lại bị chèn ép như vậy. Vấn đề là Tần Quan ở nơi không xa từ đầu đến cuối đều không ra tay mà chỉ đứng đó. Điều này quá kỳ lạ. Đúng lúc này, Lục Chiêu Tịch ở phía xa chợt xoay bàn tay phải. Bùm! Chùm sáng màu tím sẫm kia lập tức phát nổ. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, Lục Chiêu Tịch lại bị đẩy lùi. Mà khi nàng ta dừng lại thì cơ thể đã hóa thành hư vô. Lục Chiêu Tịch ngẩng đầu nhìn Tần Quan phía xa, sao có thể thế này? Tần Quan chớp mắt, sao lại không thể? Có đánh nữa không? Lục Chiêu Tịch nhìn Tần Quan chằm chằm, người còn không hề ra tay. Tần Quan khẽ nhíu mày, ta là trận pháp sư, ta dùng trận pháp đánh ngươi không được à? Trận pháp sư? Nghe đến đây, khóe miệng Diệp Huyên giật giật, trận pháp sư cái con khỉ. Sao cô không nói cô là pháo thủ? Diệp Huyên không nói nên lời. Lục Chiêu Tịch nhìn Tần Quan đăm đăm, lúc này nàng ta cảm thấy hơi tức giận, bởi từ đầu đến cuối Tần Quan chưa từng ra tay. Lúc này Tần Quan lại nói, còn đánh nữa không? Nếu đánh tiếp thì có lẽ ta sẽ đánh chết ngươi đấy. Mọi người! Sau khi im lặng một lúc lâu, Lục Chiêu Tịch nói, những thứ đó là gì? Tần Quan nháy mắt, trận pháp của ta. Lục Chiêu Tịch hơi lắc đầu, người không muốn nói thì thôi. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Khóe miệng Tần Quan khẽ nhếch lên, vậy là ta thắng rồi nhé. Linh hồn của Lục Chiêu Tịch khẽ run lên, nhưng nàng ta không nói gì mà biến mất ở phương xa. Các cường giả vũ trụ thứ nguyên ở đây đều mang vẻ mặt hết sức kỳ lạ. Thế này là bị đánh bại rồi à? Giờ phút này bọn họ đều cảm thấy không chân thực. Điều này quá khó tin. Cứ thế kết thúc rồi sao? Lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh chợt cười bảo, kết thúc rồi, các ngươi về đi. Các cường giả vũ trụ thứ nguyên nhìn Diệp Huyên, hắn nghiêm mặt nói, về hết đi, tỉ thí đã kết thúc rồi. Đương nhiên nếu còn ai không phục thì mời bước ra. Các ngươi yên tâm, chúng ta đấu một mình, không gọi người đâu. Đám cường giả thứ nguyên trợn trừng mắt nhìn Diệp Huyên sau đó quay người bỏ đi. Đến Lục Chiêu Tịch cũng bị đánh bại, đương nhiên bọn họ sẽ không tự tìm cái chết.
Hơn nữa bọn họ cũng rất sợ những thứ kỳ dị mà Tần Quan vừa triệu hồi ra lúc nãy. Chỉ là, từ khi nào mà trận pháp sư lại trở nên lợi hại như vậy? Sau khi đám cường giả vũ trụ thứ nguyên rời đi, Diệp Huyên đến bên Tần Quan cười hì hì, tiểu quan, những thứ vừa nãy là gì vậy? Tần Quan nhẹ giọng đáp, tên lửa điều khiển ta vừa nghiên cứu ra, vừa thử hiệu quả xem thế nào. Nói rồi nàng ta khẽ lắc đầu, uy lực vẫn chưa đủ, không được, phải tăng thêm nhiều nữa mới ổn. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức cứng đờ. Phải nói rằng Diệp Huyên thật sự bị sốc. Uy lực từ những loại tên lửa này của Tần Quan quá kinh người. Bản thân hắn cũng chẳng tự tin có thể chống đỡ được. Tần Quan mỉm cười, chúng ta về thôi. Diệp Huyên gật đầu. Cả hai biến mất khỏi nơi này. Vũ trụ thứ nguyên. Trước thứ nguyên thần điện, Lục Chiêu Tịch yên lặng đứng đó. Giờ phút này cơ thể nàng ta đã khôi phục. Lần đầu tiên thất bại. Phải thừa nhận rằng nàng ta thất bại hơi bực bội. Bởi vì từ đầu đến cuối Tần Quan đều không ra tay mà chỉ đứng đó nhìn. Trận pháp sư. Tất nhiên nàng ta không tin, đó vốn chẳng phải pháp trận. Đúng lúc này, một pho tượng trong thứ nguyên thần điện chợt mở mắt, ngay sau đó pho tượng hóa thành một ông lão rồi bước ra. Lục Chiêu Tịch lập tức cung kính cúi chào tôn chủ. Ông lão đi đến trước mặt Lục Chiêu Tịch, khẽ cười nói, lần đầu tiên nếm thử cảm giác thất bại. Lục Chiêu Tịch gật đầu, vâng. Ông lão cười hỏi, cảm giác thế nào? Lục Chiêu Tịch im lặng một lúc mới đáp, rất khó chịu. Ông lão gật đầu, ta hiểu. Lục Chiêu Tịch nhìn ông lão cười nói, đừng ngạc nhiên, vì sư tôn ta đây cũng từng thất bại. Lục Chiêu Tịch trần trừ giây lát rồi hỏi, Cổ Thiên Đế ạ? Ông lão gật đầu, đúng thế. Nói rồi ông ta nhìn xuống dưới, nhẹ nhàng nói, lần đầu ó tất cả cường giả của vũ trụ thứ nguyên chúng ta đều bị sốc. Bởi chúng ta đều không ngờ chúng ta lại thua một tu sĩ đến từ vũ trụ bình hành. Lục Chiêu Tịch im lặng, ông lão nói tiếp, nhưng lần đó cũng cho các ông già chúng ta một bài học. Lục Chiêu Tịch nhìn ông lão, bài học ấy ạ? Ông lão gật đầu, thất bại không đáng sợ, đáng sợ là không thể nhận ra chính mình để chịu sự thất bại này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Chiêu Tịch im lặng. Ông lão cười nói, nhà đầu, chúng ta đều rất coi trọng con, hy vọng con sẽ tiến xa hơn nữa. Dù sao vũ trụ thứ nguyên này cũng cần các con bảo vệ. Lục Chiêu Tịch trầm giọng thưa, sư tôn, vũ trụ bao la này còn có thế lực nào có thể uy hiếp vũ trụ thứ nguyên của chúng ta không? Ông lão khẽ lắc đầu, đừng bao giờ nghĩ như thế, trên đời này có vô vàn điều không biết, ngay cả người sáng lập Thánh Vương Điện của chúng ta là Thánh Vương năm xưa chẳng phải cũng đã diệt vong rồi đó sao? Lục Chiêu Tịch hơi nhíu mày, còn có vũ trụ văn minh cấp cao hơn chúng ta ư? Ông lão cười nói, ý ta là con phải hạ thấp bản thân, đừng để bản thân cảm thấy mình đã ở đỉnh cao rồi. Bởi vì như vậy con sẽ khó mà cải thiện được bản thân. Lục Chiêu Tịch cúi đầu thật sâu, con hiểu rồi. Ông lão gật đầu, bị đánh bại thì khổ luyện đi, sau đó đi đánh lại. Lục Chiêu Tịch nghiêm túc nói, vâng. Ông lão mỉm cười. Nhìn về chân trời xa xăm sau đó dường như nhìn thấy cái gì, ông ta hơi nhíu mày, vô biên chủ, ông ta tới nơi đó làm gì? Lục Chiêu Tịch quay đầu nhìn, sư tôn, vô biên chủ là ai? Ông lão nhìn bầu trời phía xa, nhẹ nhàng nói, một người rất bí ẩn, thân phận bí ẩn, mục đích bí ẩn, thực lực cũng bí ẩn. Lục Chiêu Tịch trầm giọng hỏi, sư tôn cũng không biết ông ta mạnh đến mức nào sao? Ông lão gật đầu, không biết. Nói xong ông ta lắc đầu cười, trong ấn tượng của ta, ông ta là kẻ du thủ du thực, nay đây mai đó. Lục Chiêu Tịch. Ông lão lại nói, nhiều năm trước, ông ta nói muốn đi làm một việc lớn, nói rằng sau khi làm xong thì vũ trụ bình hành và vũ trụ thứ nguyên hay vũ trụ gì đó đều sẽ hoàn toàn ổn định. À đúng rồi, ông ta nói phải đi giết một người, bây giờ xem ra hình như ông ta vẫn chưa thành công. Lục Chiêu Tịch chính trọng hỏi, ông ta sẽ là kẻ thù của vũ trụ thứ nguyên chúng ta sao ạ? Ông lão cười nói, chắc là không đâu. Theo như ta biết thì ông ta đều không có hứng thú với vũ trụ bình hành và vũ trụ thứ nguyên. Lục Chiêu Tịch khẽ gật đầu. Ông lão rời mắt, bảo, đến Thánh Vương Điện tu luyện đi. Nghe vậy Lục Chiêu Tịch hơi ngẩn ra,
sau đó vui mừng khôn xiết. Đến Thánh Vương Điện tu luyện. Điều này có nghĩa là nàng ta có thể trực tiếp vào vũ trụ thứ nguyên 9. Lối vào thứ nguyên 9. Ở lối vào thứ nguyên 9 có một vùng đồng bằng hoang vắng, toàn bộ đồng bằng vô biên vô tận, không một bóng người, có cảm giác rất ngột ngạt, áp bức. Lúc này, trên vùng đồng bằng có 3 người đi tới. Người đi đầu chính là Vô Biên Chủ, mà phía sau ông ta là Thần Minh và Tăng Vô. Tăng Vô nhìn xung quanh rồi nói, Vô Biên Chủ, chúng ta đến vũ trụ thứ nguyên 9 rồi sao? Vô Biên Chủ gật đầu. Tăng Vô nhìn Vô Biên Chủ, ta thấy ông rất lợi hại. Vô Biên Chủ hơi ngẩn ra, sau đó hỏi, sao lại nói như vậy? Tăng Vô chắp tay lại, suốt chặng đường chúng ta không bị cản trở, cũng không có người thứ nguyên nào tới gây sự với ông cả. Vô Biên Chủ im lặng một lúc rồi bảo, chỉ vậy thôi. Tăng Vô gật đầu. Vô Biên Chủ lắc đầu, phục. Tăng Vô. Lúc này, Thần Minh chợt chỉ vào phía xa, đó là gì vậy? Tăng Vô ngẩng đầu, ở nơi không xa có 13 cột sắt cực lớn, mà trên 13 cột sắt ấy có trói 13 người, 12 nam, 1 nữ. Thần Minh nghiêm nghị nói, đây chính là những cường giả của vũ trụ bình hành chinh chiến với vũ trụ thứ nguyên năm đó sao? Vô Biên Chủ gật đầu. Một lúc sau, 3 người bước đến trước một trong những cột sắt đó, trên cột sắt là một người đàn ông trung niên, tứ chi của ông ta bị 4 thanh kiếm đen kịt ghim lại, còn có một thanh kiếm màu đỏ đang cắm giữa hai hàng chân mày của ông ta. Vô Biên Chủ nhìn người đàn ông trung niên, khẽ nói, Nguyên Đế. Năm xưa cũng là thiên kiêu một thế hệ, tự mình tạo ra cửu hành đại đạo, thời đại của ông ta ở vũ trụ bình hành, ông ta chưa từng thất bại lần nào. Sau khi phong đế, một mình xông pha vũ trụ thứ nguyên, cuối cùng bị một vị thánh vương của Thánh Vương Điện tự tay chấn áp, đại đạo sụp đổ, thần hồn tiêu vong. Tăng Vô đột nhiên nói, không đánh lại, vì sao ông ta không chạy? Nghe vậy, vẻ mặt Vô Biên Chủ cứng đờ. Tăng Vô nhìn Vô Biên Chủ, có thể chạy mà. Vô Biên Chủ nhún vai, ta cũng không hiểu, hay là ngươi hỏi ông ta đi. Mặt Tăng Vô đầy vạch đen. Người đã không còn nữa rồi thì sao hỏi được? Vô Biên Chủ nhìn Nguyên Đế kia, lắc đầu thở dài, nếu da mặt ông ta dày bằng một nửa Kháo Sơn Vương thôi thì có lẽ sẽ không bị chết ở đây. Dù sao những người ưa thể diện hầu như đều rất thê thảm, không cần thể diện thì sống rất tốt, chẳng hạn như Kháo Sơn Vương vậy. Diệp Huyên. Vô Biên Chủ tiếp tục đi đến cột sắt tiếp theo, trên cột sắt này cũng có một người đàn ông trung niên, người này tóc dài đến vai, tuy bị ghim nhưng đầu vẫn ngẩng cao, hơn nữa hai mắt đều đang mở. Tăng Vô hơi tò mò, người này là... Vô Biên Chủ cười, Ngạo Đế, một người rất kiêu ngạo, năm xưa một mình huyết chiến với Thánh Vương Điện. Phải công nhận rằng tính của ông già này rất máu chó, đương nhiên cũng rất lợi hại, chỉ là tính tình quá cứng ngắc. Nếu ông ta có thể làm chiêu trò như Kháo Sơn Vương thì chắc chắn thành tựu sẽ còn cao hơn chứ không bị ghim ở đây. Nói rồi ông ta lắc đầu, kiêu ngạo thì có ích gì? Rõ ràng không đánh lại được còn cứ đánh, không biết chạy à? Ta lợi hại thế này chẳng phải lúc cần sợ vẫn phải sợ đó sao? Nói đến đây, ông ta vội dừng lại, sau đó nhìn Thần Minh và Tăng Vô. Tăng Vô chắp tay lại, vừa nãy gió to quá, chúng ta không nghe thấy gì. Thần Minh cũng nhanh chóng nói, đúng đúng, gió lớn quá, tai ta đóng băng đến nơi rồi. Vô Biên Chủ nhìn hai người, nhẹ giọng nói, có phải các ngươi cảm thấy ta rất sợ cô gái váy trắng không? Tăng Vô do dự giây lát, câu hỏi này, chúng ta không đánh giá. Vô Biên Chủ nghiêm túc nói, đây là chiến lược rút lui, các ngươi hiểu không? Tăng Vô. Thần Minh nói, hiểu, chúng ta hiểu, Vô Biên Chủ. Ông nói tiếp về Ngạo Đế này đi, đừng nói chủ đề này nữa. Vô Biên Chủ nhìn Ngạo Đế, im lặng suy tư một lát rồi quay đầu nhìn Thần Minh với Tăng Vô, đó là chiến lược rút lui chứ không phải sợ, các ngươi hiểu chưa? Vẻ mặt hai người đưa ra. Vô Biên Chủ lắc đầu, sau đó nhìn Ngạo Đế này là một nhân vật lớn, tiếc là không linh hoạt. Đương nhiên cũng có thể hiểu được, ông ta vô địch ở vũ trụ bình hành quen rồi. Tới vũ trụ thứ nguyên bị người khác đánh, sao ông ta có thể không sợ chứ? Hay, thể diện hại chết người ta. Phải công nhận rằng điều này Kháo Sơn Vương làm rất tốt, hắn ta không biết xấu hổ, cũng chẳng cần thể diện, chỉ cần lợi ích, phải nói rằng hắn quả là nhân tài.
Tăng Vô nói, Kháo Sơn Vương đúng là rất không biết xấu hổ. Thần Minh cũng gật đầu, là vô cùng không biết xấu hổ. Vô Biên Chủ cũng gật đầu, cực kỳ không biết xấu hổ. Lần này, cả ba lần đầu tiên đạt được ý kiến chung. Diệp Huyên. Vô Biên Chủ rời mắt, đi tới trước cột sắt tiếp theo, trên cột sắt có một người đàn ông trung niên áo bào xám, dưới cột sắt còn có một thanh trường đao bị gãy. Vô Biên Chủ nhẹ giọng nói, đao đế, một vị đao tu vô cùng thuần túy, cả đời tu đao, tu luyện đến mức gần như cực hạn. Năm đó ông ta chém từ vũ trụ thứ nguyên 1 đến vũ trụ thứ nguyên 9, thật sự là khảm đế. Nói rồi ông ta lắc đầu thở dài, đây là một người rất thê thảm, cả đời chơi với đao, tự nhận là đao đạo của mình là vô địch, nhưng không ngờ cuối cùng lại chết dưới đao. Tăng Vô khẽ cau mày, trong Thánh Vương Điện có người tu đao à? Vô Biên Chủ gật đầu, người đó mới thực sự là cao thủ dùng đao, năm xưa ông ta đã từng một đao chém đứt người Cổ Thiên Đế, đó là lần đầu tiên Cổ Thiên Đế bị thương. Phải nói rằng nhát đao ấy đến ta cũng hơi sốc, thực sự là rất lợi hại. Tăng Vô trầm giọng bảo, đến Cổ Thiên Đế mà cũng bị thương ư. Vô Biên Chủ gật đầu, bất kể là đạo gì, tu luyện đến cực hạn đều vô cùng lợi hại. Đao đạo của ông ta đến Cổ Thiên Đế cũng đã công nhận. Bây giờ đao đạo của ông ta chắc đã tới cực hạn rồi, thế gian này có lẽ chẳng mấy ai có thể đỡ được đao của ông ta nữa. Tăng Vô đang định lên tiếng thì bị Vô Biên Chủ lườm, đừng hỏi ta có làm được không, bởi vì điều này sẽ khiến ta cực kỳ nghi ngờ chỉ số thông minh của ngươi, hiểu không? Tăng Vô, Vô Biên Chủ không nói lời thừa thãi với hai người nữa mà đi về phía cột sắt tiếp theo. Trên cột sắt này là một người phụ nữ. Phụ nữ cũng bị treo như đàn ông. Vô Biên Chủ nhìn người phụ nữ trên cột sắt, nhẹ giọng nói, đây là vị nữ đế đầu tiên của cổ hoang, không ai biết tên nàng, vì thế mọi người gọi nàng là nữ đế vô danh. Tăng Vô nhìn người phụ nữ đó, nàng cũng chinh chiến vũ trụ thứ nguyên sao? Vô Biên Chủ lắc đầu, nàng không tham gia chinh chiến vũ trụ thứ nguyên, nàng có ân oán với Thánh Vương Điện nên tới báo thù. Nhưng rốt cuộc là ân oán gì thì ta cũng không biết. Tăng Vô hơi ngạc nhiên, ông cũng không biết hả? Vô Biên Chủ lườm lão ta, ngươi tưởng là cái gì ta cũng biết đấy à? Tăng Vô cười gượng, không nói gì nữa. Vô Biên Chủ nói tiếp, nhưng đúng là người phụ nữ này rất giỏi. Thần Minh chợt hỏi, Thánh Vương Điện đánh hội đồng bọn họ à? Vô Biên Chủ lắc đầu, không, đều là một đấu một, đương nhiên ngoài Diệp Đế và Cổ Thiên Đế. Một đấu một. Vẻ mặt Thần Minh vô cùng nặng nề, thực lực của những Thánh Vương đó. Vô Biên Chủ mỉm cười, sau đó đi tới cột sắt kế tiếp, ông ta nhìn người đàn ông trung niên trên cột rồi khẽ nói, Cổ Đế, vị này cũng rất xuất sắc. Năm xưa từng chiến đấu với một vị Thánh Vương gần trăm năm không phân thắng bại. Nói rồi ông ta lắc đầu thở dài, ta cảm thấy nếu chiến trường ở vũ trụ bình hành thì chưa chắc ông ấy đã thua, bởi vì đấu ở vũ trụ thứ nguyên nên có lợi với vị Thánh Vương kia hơn. Đương nhiên là ông ấy tới khiêu chiến với người ta, đấu ở sân nhà người ta cũng là điều rất bình thường. Nói xong ông ta bước tới cột sắt tiếp theo. Cột sắt này cũng là một người phụ nữ. Nàng ta mặc chiếc áo dài màu đỏ như máu. Vô Biên Chủ nhìn người phụ nữ, nói khẽ, nữ đế Hồng Y. Người sáng tạo ra huyết đạo, cao thủ chơi máu siêu cấp, nàng đánh nhau với người khác chỉ trong một suy nghĩ đã dễ dàng kích nổ máu của đối phương. Nếu không phải vị Thánh Vương giao thủ với nàng năm xưa dùng ngoại lực áp chế máu của mình thì chắc chắn không phải đối thủ của nàng. Nói đến đây ông ta lắc đầu, nói với vẻ hơi chán ghét. Tên Thánh Vương này là kẻ rác rưởi nhất trong 9 đại Thánh Vương, không phải thực lực, mà là nhân phẩm. Đoàng. Đúng lúc này, trên bầu trời chợt xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, sau đó một luồng uy áp Thánh Vương đáng sợ quét tới. Tăng Vô và Thần Minh đều giật mình kinh hãi. Hiển nhiên là Vô Biên Chủ đã xúc phạm đến vị Thánh Vương đó. Vô Biên Chủ nhìn lên, giơ tay phẩy một cái. Đùng đoàng, dòng xoáy khổng lồ trực tiếp san bằng. Vô Biên Chủ nhìn lên trời với vẻ mặt vô cảm, ngươi chiến thắng không vẻ vang, ngươi là đồ rác rưởi. Cực kỳ cặn bã, ngươi tưởng lão tử đang nói xấu sau lưng ngươi sao? Không, lão tử đang chửi thẳng vào mặt ngươi đấy. Đồ rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi. Tăng Vô và Thần Minh. Lúc này, một ảnh ảo đột nhiên xuất hiện trên không trung vùng đồng bằng này, ảnh ảo ấy nhìn chằm chằm Vô Biên Chủ với ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Vô biên chủ khinh thường chửi, nhìn cái đầu ngươi ấy. Nói xong ông ta tung ra một quyền. Bùm! Ảnh ảo khổng lồ hóa thành hư vô. Lúc này một giọng nói từ nơi xa xôi vọng lại, vô biên chủ, ngươi đừng có mà quá đáng. Ta khinh! Vô biên chủ chợt nổi giận đùng đùng, quá đáng. Tu Thánh Vương, nếu năm đó ngươi không bị ổi dùng ngoại lực thì ngươi có thể thắng được vị nữ đế hồng y này không? Giọng nói của Tu Thánh Vương lại vang lên, vốn là trận chiến sinh tử, tại sao ta không thể dùng ngoại vật? Vô biên chủ phẫn nộ quát lại, ngươi nói đúng, là trận chiến sinh tử, nhưng trước khi đánh có phải đã nói trước là không dược dùng ngoại vật, chỉ so tu vi, so thực lực không? Tu Thánh Vương im lặng một lúc mới nói, chiến tranh không ngại dối lừa, đây chẳng phải điều mà người của vũ trụ bình hành các ngươi nói ư. Ta ăn gian thì sao? Mẹ kiếp! Vô biên chủ tức không có chỗ chút, sao ngươi còn vô liêm sỉ hơn cả Kháo Sơn Vương thế? Khi người khác không ỷ lớn hiếp nhỏ thì Kháo Sơn Vương vẫn nói tới võ đức, ngươi thì chẳng còn miếng liêm sỉ nào luôn. Tu Thánh Vương hờ hững nói, vô biên chủ, người phụ nữ kia đã chết rồi. Bây giờ ngươi nói những lời này thì có ích gì? Vô biên chủ lãnh đạm nói, lão tử muốn chửi ngươi vài câu không được à? Nếu ngươi không phục thì tới đây mà đánh lão tử. Tu Thánh Vương im lặng một lúc mới nói, vậy ngươi chửi đi. Cứ chửi thoải mái, ta hứa sẽ không chửi lại. Nói xong ảnh ảo đó hoàn toàn biến mất. Ta khinh. Vô biên chủ tức đỏ cả mặt, mẹ kiếp. Nếu không phải ông ta trốn ở Thánh Điện hư không thì lão tử đã đập nát mặt ông ta rồi. Tăng vô do dự rồi hỏi, Thánh Điện hư không là nơi nào? Vô biên chủ xua tay, không nói đến thứ rác rưởi kia nữa. Tóm lại là sau này có cơ hội, chắc chắn lão tử sẽ đập nát mặt ông ta. Tăng vô và thần minh nhìn nhau, trong lòng hai người đều rất kinh hãi. Họ có thể cảm nhận được vị Thánh Vương kia rất dè chừng vô biên chủ. Vô biên chủ nhìn nữ đế hồng y trước mặt, thấp giọng thở dài, chết tiệt, ngay thẳng thì có ích gì. Những kẻ giả tạo, vô liêm sỉ kia chuyên môn đi ức hiếp người ngay thẳng. Nói rồi ông ta nhìn xuống dưới bảo, bây giờ lão tử khá mong chờ Kháo Sơn Vương kia tới vũ trụ thứ nguyên đấy. Đối phó với người vô liêm sỉ chỉ có người nào vô liêm sỉ hơn họ thì mới có tác dụng. Tăng vô. Thần minh chợt nói, vô biên chủ, năm xưa Thánh Vương gian lận. Vì sao ông không ngăn cản? Vô biên chủ khẽ thở dài, không phải ta thấy chết không cứu, mà là lúc đó ta đang ở vô biên chi địa chứ không phải vũ trụ thứ nguyên. Đương nhiên ta thật sự không ngờ tên Tu Thánh Vương kia lại chơi xỏ người khác như vậy. Nếu ngay từ đầu nữ đế Hồng Y có đề phòng thì có lẽ đã không chết, nhưng sao nàng có thể ngờ được một vị Thánh Vương lại đi chơi xỏ mình? Thần minh trầm giọng nói, đúng là vô liêm sỉ thật. Vô biên chủ lại nói, mấy vị Thánh Vương còn lại cũng khá ổn, chỉ có Tu Thánh Vương này là nhân phẩm và võ đức đều tệ nhất. Tăng vô đột nhiên nói, có thể đưa thi thể của vị nữ đế này về được không? Vô biên chủ im lặng. Thần minh và tăng vô nhìn vô biên chủ khẽ lắc đầu thôi. Cả hai người đều hơi khó hiểu. Vô biên chủ nói, nàng ở lại đây là vinh dự của vũ trụ bình hành. Người của vũ trụ bình hành tới đây nhìn thấy nàng đều sẽ tôn trọng bảy phần. Mà tộc nhân của nàng cũng tự hào vì nàng, đồng thời chiến đấu vì nàng, muốn giải cứu nàng ấy, nàng là người của Nam Cung tộc, một trong 10 gia tộc lớn ở cổ hoang hiện tại. Bây giờ Nam Cung tộc đời đời kiếp kiếp đều tự hào về nàng, đồng thời cũng muốn cố gắng để giành lại thi thể của nàng. Tăng vô và thần minh đều im lặng. Vô biên chủ lại nói, đều là trốn về của số phận. Tăng vô trầm giọng nói, vô biên chủ, có một vài số phận đã được sắp đặt từ trước phải không? Vô biên chủ gật đầu, đúng thế. Tăng vô sửng sốt, sau đó nói, không phải nói con người có thể thắng được số trời sao? Vô biên chủ nhìn tăng vô, ngươi tin à? Tăng vô gật đầu, ta tin, chỉ cần cố gắng thì sẽ thay đổi được số phận. Vô biên chủ suy nghĩ một lát rồi bảo, có hai tình huống thứ nhất là như ngươi nói. Sau khi cố gắng quả thực có thể thay đổi số phận. Nhưng đây là một quá trình, mà kết thúc cuối cùng cũng như nhau. Giống như người bình thường của hệ Ngân Hà, sau khi họ thay đổi số phận có thể sống cuộc sống tốt hơn, nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ chết. Đương nhiên chết cũng có rất nhiều kiểu, đa phần là hết đời thì chết, nhưng cũng có những người là tự tìm đến cái chết.
Nói xong ông ta khẽ lắc đầu, dù là tình huống nào thì cuối cùng cũng vẫn phải chết. Đây là kết cục đã định, còn quá trình chỉ là ngươi có thể được sống cuộc sống tốt hơn thôi. Tăng Vô nghiêm nghị hỏi, nói như vậy thì cố gắng và phấn đấu chẳng còn ý nghĩa gì nữa à? Vô biên chủ nói, đương nhiên là có. Cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm, sau khi ngươi phấn đấu thì có thể sống một cuộc sống thú vị hơn. Ngươi muốn sống bình thường hết đời hay là muốn oanh liệt một đời? Tăng Vô trầm giọng trả lời, đương nhiên là oanh liệt rồi. Vô biên chủ gật đầu, đúng thế. Thay đổi số phận mà mọi người nói thật ra không phải thay đổi kết cục số phận cuối cùng, mà là thay đổi quá trình của số phận, điều này hoàn toàn khác nhau. Muốn thay đổi số phận cuối cùng thì chỉ có một cách. Tăng Vô vội hỏi, cách gì? Vô biên chủ khẽ nói, giải quyết người khống chế số phận của các ngươi. Tăng Vô ngẩn ra rồi nói, chủ nhân bút đại đạo. Vô biên chủ nhẹ nhàng đáp, đây là ngươi nói, không phải ta nói đâu đấy. Vẻ mặt Tăng Vô cứng ngắc. Thần Minh chợt hỏi, chủ nhân bút đại đạo có mạnh không? Vô biên chủ nhìn Thần Minh, không mạnh chút nào, ở thế giới của y yếu như gà vậy, một con dao làm bếp hẳn là cũng có thể giải quyết được y. Thần Minh sửng sốt, vậy tại sao y lại dám kiêu căng đến thế? Vô biên chủ nói, vì hiện tại chỉ có mấy người có thể đến thế giới của y thôi, hơn nữa cho dù ngươi đến được thì cũng không dám giết y, ngươi giết y đồng nghĩa với việc bản thân ngươi cũng chết. Thần Minh khó hiểu hỏi, tại sao? Vô biên chủ thở dài, y là tất cả nhân, tất cả quả, thôi quên đi, không nhắc đến y nữa, y là một tên sợ chết. Nếu không phải lúc đầu y sợ chết, đỡ thay ta một kiếm của cô gái váy trắng thì ta đây đã thành công rồi. Mẹ kiếp! Đều tại y quá sợ chết mới khiến ta phải lang thang khắp nơi như bây giờ. Thần Minh. Vô biên chủ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, ông ta đi sang bên cạnh, chẳng mấy chốc đã tới một cột sắt khác, ông ta nhìn người đàn ông trên cột sắt trước mặt rồi nhẹ giọng nói, đây là sư phụ của Sở Thiên, hoàng đế, năm xưa cũng là một nhân vật lớn, nhưng vẫn không thể đánh bại được vị thánh vương kia, nhưng người này khá thông minh, không chết sứt đầu mẻ trán, sau khi thấy tình hình không ổn. Ông ta đã để một làn thần hồn bay đi. Tăng Vô nhìn hoàng đế, Sở Thiên đi theo ông ta hả? Vô biên chủ gật đầu, ông ta huấn luyện Sở Thiên, có lẽ là muốn Sở Thiên giành lại thân thể giúp ông ta. Tăng Vô đột nhiên hỏi, Vô biên chủ, ông nói xem liệu sau này Kháo Sơn Vương có tới chinh chiến vũ trụ thứ nguyên không? Vô biên chủ im lặng. Tăng Vô lại nói, nếu Kháo Sơn Vương tới chinh chiến vũ trụ thứ nguyên thì liệu có thành công không? Vô biên chủ khẽ đáp, vậy phải xem hắn tới một mình hay dẫn theo muội muội tới. Nếu tới một mình, nói rồi ông ta chỉ vào khoảng đất trống bên cạnh, ở đây sẽ có thêm một cột sắt. Tăng Vô đột nhiên hỏi, nếu hắn dẫn theo muội muội tới thì sao? Vô biên chủ nhẹ giọng đáp, chắc chín ông lão ở Thánh Vương Điện sẽ đi gặp lại phụ thân của mình. Hai người. Gọi phụ thân. Nghe vậy, vẻ mặt của Tăng Vô và Thần Minh đều trở nên quái lạ. Hiển nhiên là Thánh Vương Điện không đánh lại được muội muội của Kháo Sơn Vương. Lúc này, Vô biên chủ bước sang một bên, nhìn người đàn ông trên cột sắt trước mặt, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp. Tăng Vô nhẹ giọng hỏi, đây là Diệp Đế sao? Vô biên chủ gật đầu. Tăng Vô nhìn Diệp Đế rồi bảo, ông ấy là người chỉ đứng sau Cổ Thiên Đế trong tất cả các vị đế. Vô biên chủ nói, đúng thế. Năm xưa ông ấy một mình độc chiến với bốn vị thánh vương mà không rơi xuống thế yếu, phải công nhận rằng thật sự rất lợi hại. Tiếc là... Nói rồi ông ta lắc đầu thở dài. Tăng Vô trầm giọng nói, ông ấy vì giành lại thi thể của Cổ Thiên Đế mà bị giữ lại ở đây à? Vô biên chủ gật đầu, đúng vậy. Cổ Thiên Đế khác với các đại đế khác, thi thể của ông ấy không thể giữ lại đây, nếu thi thể của ông ấy bị giữ lại đây thì đúng là một sự sỉ nhục. Vì người đánh bại ông ấy không phải Thánh Vương Điện, nếu thật sự là Thánh Vương Điện đánh bại ông ấy thì chắc chắn Diệp Đế sẽ không liều mạng đoạt lại thi thể của ông ấy. Tăng Vô hơi tò mò, vậy là ai đánh chết ông ấy vậy? Vô biên chủ im lặng một lúc rồi bảo, ông ấy không được may mắn. Tăng Vô. Vô biên chủ lắc đầu, đi thôi, ta đưa các ngươi tới vũ trụ thứ nguyên 9. Nói rồi ông ta đi về nơi xa. Thần Minh chợt hỏi, hòa thượng, vì sao vô biên chủ lại đưa chúng ta đi xem vậy nhỉ?
Tăng Vô chắp tay, bởi vì năm xưa chúng ta nhìn thấy ông ấy bỏ chạy, ông ấy dẫn chúng ta đi ra vẻ ở khắp nơi là muốn nói cho chúng ta biết ông ấy rất mạnh, sở dĩ ban đầu ông ấy bỏ chạy chỉ là vì chiến lược rút lui thôi, đúng không? Thần Minh trầm mặc một lúc mới nói, điều này có hơi khó tin. Tăng Vô nhìn Thần Minh, nếu không phải dẫn chúng ta đến thể hiện thì ông nghĩ ông ấy đưa chúng ta đến vì gì? Thần Minh. Chẳng mấy chốc, cả ba biến mất ở vùng đồng bằng. Cổ Hoang. Vì có sự giúp đỡ của nhà họ Tần nên Tần Quan lập tức phái người vào nội vực, đồng thời còn mở thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các ở đó. Mà vì Diệp Huyên nên 10 thế lực lớn ở Cổ Hoang đều rất nể mặt, thậm chí có một số thế lực còn lấy lòng, điều này khiến Tần Quan làm việc rất thuận lợi. Mà Diệp Huyên thì đang tu luyện. Mục tiêu của hắn là Bỉ Ngạn Cảnh. Nhược điểm lớn nhất của hắn bây giờ là cảnh giới khá thấp, mà sau khi có lệnh Thứ Nguyên Tiêu Tộc tặng, hắn có thể dễ dàng vào được vũ trụ Thứ Nguyên, sau đó hấp thụ Thứ Nguyên chi lực của nơi đó. Trong vũ trụ Thứ Nguyên, Diệp Huyên điên cuồng hấp thụ Thứ Nguyên chi lực để rèn luyện cơ thể. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn điên cuồng tu luyện. Sau khi được thấy thực lực đáng sợ của Lục Chiêu Tịch, hắn vẫn có cảm giác nguy hiểm. Còn Tần Quan, hắn căn bản không coi nàng ta là đồng loại, bởi nàng ta đánh nhau, sau lưng có vô số người đang làm việc. Người nghĩ người đang đánh nhau với một người ư? Không. Người đang đánh với cả một đoàn đội đấy. Mà khi Diệp Huyên tu luyện thì Tần Quan cũng đang dốc hết sức phát triển thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các. Ngoài ra, nàng ta cũng đang phát triển khoa học kỹ thuật của mình. Nàng ta có một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học rất xuất sắc, những người này đều là tu sĩ khoa học hàng đầu hiện nay, mỗi người trong số họ đều đang điên cuồng tìm cách đột phá giới hạn khoa học công nghệ hiện tại. Có tiền. Có người. Thế lực của Tần Quan cũng càng ngày càng mạnh. Quan trọng nhất là Tần Quan giải đủ loại bom bí ẩn ở vùng cổ hoang này mà không ai biết nàng ta định làm gì. Vũ trụ Thứ Nguyên. Diệp Huyên tu luyện không biết đã bao lâu đột nhiên mở mắt ra, khi hắn mở mắt, một luồng khí thế đáng sợ cũng toát ra từ quanh người hắn, thoáng chốc, thời không xung quanh bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Diệp Huyên hít sâu một hơi, khóe miệng hơi nhếch lên. Bỉ Ngạn Cảnh. Với sự giúp đỡ của Tinh Vương và lệnh Thứ Nguyên, hắn có thể vô cùng dễ dàng đạt đến Bỉ Ngạn Cảnh. Không chỉ như vậy, kiếm đạo của hắn lúc trước cũng đã đột phá, cho nên bây giờ hắn đã đột phá được cả cảnh giới và kiếm đạo. Cường giả Bỉ Ngạn Cảnh ở trước mặt hắn thật sự chẳng là gì. Đúng lúc này, Tần Quan xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, Tần Quan hôm nay đã thay thành một bộ váy dài trắng tuyết, rất tiên khí. Tần Quan cười hỏi, đột phá rồi à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Bỉ Ngạn Cảnh. Tần Quan mỉm cười, ta cần ngươi giúp đỡ. Diệp Huyên gật đầu, cô nói đi. Ta Tần Quan trầm giọng bảo, kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên hơi sửng sốt sau đó nói, cần dùng đến kiếm Thanh Huyên à? Tần Quan gật đầu, cần. Nói rồi nàng ta nhìn xung quanh, ta cần đả thông vách ngăn thời không giữ vũ trụ bình hành và vũ trụ Thứ Nguyên. Nghe vậy, Diệp Huyên sững sờ, đả thông hai thế giới. Tần Quan gật đầu, chúng ta phải lên kế hoạch trước. Bởi vì giữa vũ trụ bình hành và vũ trụ Thứ Nguyên có vách ngăn thời không, nếu chúng ta chiến đấu với vũ trụ Thứ Nguyên thì thần đạn của chúng ta không thể nhanh chóng tới được đó. Hơn nữa cho dù tới được thì cũng sẽ bị vách ngăn thời không chặn lại, làm suy yếu sức mạnh thần đạn của chúng ta. Vì thế ta cần xây dựng một đường truyền tống hoàn chỉnh giữa vũ trụ Thứ Nguyên và vũ trụ bình hành để đảm bảo rằng thần đạn của ta có thể tấn công vào vũ trụ Thứ Nguyên trong thời gian ngắn nhất. Diệp Huyên. Tần Quan cười bảo, kiếm Thanh Huyên của ngươi không chỉ có thể xuyên qua thời không của vũ trụ bình hành, mà còn có thể xuyên qua cả thời không của vũ trụ Thứ Nguyên, vì thế ta cần dùng kiếm của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, trực tiếp đưa kiếm Thanh Huyên cho Tần Quan. Tần Quan nhận lấy kiếm rồi bảo, còn có một chuyện nữa, ta cần dùng tiểu tháp của ngươi, ta muốn cho nhân viên nghiên cứu của ta vào tiểu tháp của ngươi, vì thời gian ở ngoài thực sự không đủ. Ta muốn xây dựng một xưởng quân sự khổng lồ trong tiểu tháp của ngươi, không chỉ vậy, ta còn muốn bố trí thần đạn hủy thiên diệt địa trong tiểu tháp của ngươi nữa. Nói xong nàng ta lại đưa tay ra. Diệp Huyên lắc đầu cười, phú bà đúng là không khách sáo chút nào. Đương nhiên hắn không từ chối, lập tức đưa tiểu tháp cho Tần Quan.
Tần Quan cười hì hì, về cơ bản thì ta đã xây xong truyền tống trận ở cổ hoang chi địa, bây giờ mỗi ngày đều có thể kiếm được cho chúng ta không ít tiền, he he. Diệp Huyên hơi bất ngờ, nhanh vậy sao? Tần Quan cười bảo, đây chính là sức mạnh của tư bản. Diệp Huyên. Tần Quan nói tiếp, ngươi tu luyện tiếp đi, ta làm việc đây. Nói xong nàng ta cất tiểu tháp và kiếm Thanh Huyên đi, xoay người biến mất ở phương xa. Diệp Huyên lắc đầu cười, kiếm Thanh Huyên và tiểu tháp đều không còn nữa. Hắn đang định rời đi thì lúc này một người phụ nữ chợt xuất hiện ở nơi xa. Thấy người tới, Diệp Huyên sửng sốt. Người này chính là Thị Ly của thị tộc. Thị Ly mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên cười nói, Thị Ly cô nương đến tìm ta có chuyện gì sao? Thị Ly lườm Diệp Huyên, không có chuyện gì thì không thể đến tìm ngươi được à? Diệp Huyên bật cười lớn, đương nhiên là được. Thị Ly nghiêm mặt, ta nghe nói ngươi mở thư viện ở nội vực à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Thị Ly cười bảo, trước đây ta đã điều tra thư viện của ngươi chủ yếu là để học tập đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Cổ hoang khác với những thế giới khác, đương nhiên hắn không thể vừa tới đã nói muốn thay vũ trụ, muốn thiết lập trật tự được. Nơi này phải dần dần, mọi thứ đều phải từ từ từng bước. Mà bây giờ thư viện Quan Huyên đang rất cần sự phối hợp và giúp đỡ của 10 thế lực lớn. Nếu không ngày nào cũng có người tới gây sự thì chẳng phải sẽ rất phiền sao. Vì thế bây giờ hắn cũng hy vọng giữ mối quan hệ tốt với 10 thế lực lớn. 10 thế lực này cắm rễ rất sâu ở cổ hoang, nếu bọn họ ủng hộ thư viện Quan Huyên thì rất có lợi cho việc phát triển của nó. Thị Ly lại nói, ta đã tìm cho ngươi một nhóm tu sĩ có học thức, họ đều chuyên nghiên cứu học vấn, ta đã bảo họ tới thư viện Quan Huyên ở nội vực rồi. Nghe vậy Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nói nhanh cảm ơn. Thị Ly cười, ngoài ra ta còn có một thỉnh cầu nho nhỏ, mong ngươi có thể đáp ứng. Diệp Huyên cười đáp, cô nói đi. Thị Ly nghiêm mặt nói, ta hy vọng người của thị tộc ta có thể gia nhập và học tập ở thư viện Quan Huyên của ngươi. Đương nhiên Diệp Huyên hiểu ý của đối phương, hắn lập tức nở nụ cười, đương nhiên là được. Và tất nhiên là phải chấp hành kỷ luật nhé. Thị Ly cười đồng ý, yên tâm, bọn họ đều sẽ nghe lời. Diệp Huyên gật đầu, thế thì tốt. Hiển nhiên là thị tộc muốn liên kết với thư viện Quan Huyên, đương nhiên điều này cũng không phải chuyện xấu đối với thư viện Quan Huyên. Mục tiêu của hắn là chinh phục cả cổ hoang, chứ không phải chỉ là một vài thế lực nào đó. Thị Ly cười nói tiếp, ngươi muốn mở thư viện lớn cỡ nào? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, càng lớn càng tốt. Thị Ly trầm giọng bảo, cũng có nghĩa là càng nhiều học sinh càng tốt đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Thị Ly suy tư một hồi rồi bảo, nếu mở lớn thì ngươi phải có thứ thu hút người khác, như vậy những người có thiên phú mới tới thư viện của ngươi được. Diệp Huyên tươi cười bảo, học sinh của ta là tất cả mọi người, bao gồm cả những người không có thiên phú hoặc những người không thể tu luyện. Đương nhiên yêu nghiệt và thiên tài thì chúng ta cũng vô cùng hoan nghênh. Nghe vậy Thị Lý sửng sốt, ngươi thật sự chú trọng học vấn, giáo dục thành người sao? Diệp Huyên cười đáp, mục đích chính là nó đó. Thị Lý trả lời, được rồi, tóm lại là nếu ngươi cần giúp đỡ gì thì cứ nói với ta một tiếng. Bây giờ ta vẫn có thể làm chủ một số chuyện ở thị tộc. Diệp Huyên cười, vậy ta cảm ơn Thị Ly cô nương trước nhé. Thị Ly mỉm cười, khách sáo quá rồi. Đúng rồi còn một chuyện nữa. Diệp Trần của Diệp tộc đang kêu gọi toàn bộ thiên tài của cổ hoang đấy, ngay tại Thánh Thành luôn ngươi có đi không? Diệp Huyên nhíu mày, ta không nhận được thiệp mời. Thị Ly cười bảo, y không mời riêng ai cả, mà là mời toàn diện. Bất cứ ai cho rằng mình là thiên tài và yêu nghiệt thì đều có thể đến Thánh Thành. Ta đoán có lẽ là vì và trụ thứ nguyên, bởi những thiên tài yêu nghiệt của vũ trụ thứ nguyên đã thành lập nhóm, vậy nên vũ trụ bình hành của chúng ta cũng phải thành lập nhóm để bảo vệ lẫn nhau. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, đi. Thị Ly cong môi cười, vậy cùng đi đi, vừa hay cũng cùng đường. Diệp Huyên. Diệp Huyên và Thị Ly cùng đi đến Thánh Thành. Trên đường. Diệp Huyên hỏi, Diệp Trần kia là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Diệp tộc hiện nay sao? Thị Ly gật đầu, đúng. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, vì sao y lại lộ diện vào lúc này? Thị Ly liếc mắt nhìn Diệp Huyên, cười.
cười nói, người đoán xem. Diệp Huyên chỉ cười không nói. Thị Ly mới bảo, Diệp tộc từ trước đến giờ luôn đại diện cho cổ hoang, thế hệ trẻ cũng thế, nhưng bây giờ sự xuất hiện đột ngột của ngươi khiến cho bọn họ cảm thấy nguy cơ, nên không dám làm kiêu nữa. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười. Thị Ly nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi không tức giận à? Diệp Huyên có hơi nghi hoặc, tức giận cái gì? Thị Ly nhìn Diệp Huyên một lát rồi cười bảo, Diệp công tử, không thể không nói, con người của ngươi thật sự rất tốt, mặc dù có lúc lên xuống thất thường, hì hì. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức tối đen lại. Nói cái gì vậy? Thị Ly lại bỗng nói, Diệp tộc không ẩn mình nữa theo một góc độ nào đó cũng là một chuyện tốt, hơn nữa Diệp công tử cũng đừng lo, bởi vì kẻ địch của Diệp tộc xưa nay đều không phải là cổ hoang. Diệp Huyên nói, vũ trụ thứ nguyên. Thị Ly gật đầu, đúng. Diệp Huyên cũng khẽ gật đầu. Trong mắt Thị Ly ánh lên một tia lo lắng, nhẹ giọng nói, lần này vũ trụ bình hành nói rõ là muốn đối đầu với vũ trụ thứ nguyên rồi. Chí ít là trong thế hệ trẻ. Diệp Huyên im lặng. Nơi nào có người thì ắt có tranh đấu. Huống chi là hai vũ trụ. Diệp Huyên nhìn về phía xa, trong lòng thầm thở dài, thật ra hắn chỉ muốn mở thư viện thôi mà. Mở thư viện, ra vẻ, tán tỉnh các cô nương, tốt biết bao nhiêu. Lúc này, Thị Ly đột nhiên nói, Diệp công tử, nghe nói lúc trước tần quan cô nương lúc trước có đánh một trận với Lục Chiêu Tịch, hơn nữa còn đánh thắng, đúng không? Diệp Huyên thôi không nghĩ linh tinh nữa, hắn cười nói, tin tức của các cô đúng là nhanh nhạy ha. Thị Ly khẽ cười, bình thường thì những chuyện lớn xảy ra ở cổ hoang và vũ trụ thứ nguyên đều không qua được tai mắt của mọi người. Diệp Huyên gật đầu, hai người bọn họ đúng là đã đánh một trận. Tần quan đúng là đã đánh thắng. Thị Ly liếc mắt nhìn Diệp Huyên, cười nói, lợi hại. Diệp Huyên cười ha ha, tiểu quan lợi hại thật. Thị Ly khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, Thị Ly đột nhiên nói, Diệp công tử, người có người mình thích chưa? Nghe vậy, Diệp Huyên thoáng ngẩn ra. Thị Ly nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, câu hỏi của ta có phần mạo muội à? Diệp Huyên cười, đúng là có chút. Thị Ly chớp mắt, không tiện trả lời sao. Diệp Huyên mới đáp, người ta yêu nhiều lắm. Nhiều lắm. Nghe vậy, sửng sốt hơi không hiểu, nàng ta do dự một lúc rồi hỏi lại, nhiều lắm à? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Thị Ly nhìn Diệp Huyên, không nói gì nữa. Diệp Huyên cười, ví dụ như ta cũng rất thích Thị Ly cô nương, vừa có nhan sắc, vừa thông minh, làm người khiêm tốn. Thị Ly cười bảo, ta không hỏi kiểu yêu thích như vậy, ta hỏi là kiểu hai bên cùng tình nguyện. Diệp Huyên đáp, cũng có rất nhiều. Vẻ mặt Thị Ly sượng lại. Diệp Huyên cười mỉm, không nói gì nữa. Bầu không khí chợt trở nên lúng túng. Thị Ly đột nhiên lại nói, Diệp công tử có thể yêu cùng lúc nhiều cô gái được à? Diệp Huyên nói, rất nhiều nam nhân khác cũng làm được như vậy. Thị Ly nhìn Diệp Huyên một lát, sau đó lắc đầu cười, Diệp công tử. Ngươi! Diệp Huyên, chuyện tình cảm phức tạp lắm, chúng ta nói chuyện khác đi. Thị Ly khẽ gật đầu, trong lòng hơi thất vọng. Kỳ thật nàng ta rất có hảo cảm với Diệp Huyên. Nàng ta vẫn luôn tìm kiếm một sự trợ giúp từ bên ngoài. Dù sao nàng ta cũng là nữ nhi, thực lực cũng không phải đặc biệt xuất chúng, muốn thị uy mấy lão già trong thị tộc thì nhất định phải có được sự trợ giúp từ bên ngoài. Mà Diệp Huyên lại rất phù hợp. Một lòng xây thư viện, không có dã tâm quyền thế, hơn nữa bối cảnh lại mạnh mẽ, bản thân cũng xuất chúng, nếu có thể ở cùng hắn, ngày sau sinh được hài tử ắt hẳn cũng sẽ rất ưu tú. Có thể nói Diệp Huyên quả thực chính là một ứng cử viên hoàn mỹ. Nhưng cũng tiếc là hình như Diệp Huyên có chút trăng hoa. Nàng ta là thế tử đương nhiệm của thị tộc, chuyện chung chồng với người phụ nữ khác, cho dù là bản thân nàng ta hay là thị tộc thì cũng đều không chấp nhận được. Trừ khi Diệp Huyên cũng là nhân vật như cổ thiên đế, thì mới có thể khiến nàng ta chịu tủi thân như vậy thôi. Nghĩ tới đây, Thị Ly khẽ lắc đầu. Còn yêu à? Nàng ta chưa bao giờ suy xét chuyện này, với nàng ta mà nói, thấy thích là đủ rồi. Người của một tộc lớn, tất cả đều lấy lợi ích làm trọng. Còn tình yêu là gì, chỉ là mây bay mà thôi. Đúng lúc này,
Diệp Huyên đột nhiên nói, thị ly cô nương, không phải Diệp tộc bảo nếu không có người phong đế thì sẽ không tiến vào thánh thành sao? Diệp Trần chẳng lẽ đã phong đế rồi? Thị ly không nghĩ linh tinh nữa, lắc đầu nói, chắc chắn là chưa phong đế, muốn trở thành đế của cổ hoang thì phải là cường giả mạnh nhất cổ hoang này, bây giờ y vẫn chưa phải đâu. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, phải như thế nào mới trở thành người mạnh nhất cổ hoang? Ý của ta là phải đánh bại được ai? Thị ly nhìn Diệp Huyên, người bảo vệ thánh thành, Lão Trịnh. Lão Trịnh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, là ông lão chúng ta thấy ở cổng thánh thành à? Thị ly gật đầu, đúng. Diệp Huyên khẽ nói, ta còn tưởng rằng là phải đánh bại vô biên chủ chứ. Vô biên chủ. Thị ly trầm giọng nói, người này rất thần bí, khi trước ông ta không ra tay nên chúng ta không hiểu lắm về thực lực của ông ta. Chỉ biết là ông ta từng quen biết với Diệp Đế, chỉ đến thế mà thôi. Còn về phần ông ta và Lão Trịnh ai mạnh hơn, ta cảm thấy là ông ta. Diệp Huyên cười nói, vì sao? Thị ly lắc đầu, trực giác. Diệp Huyên khẽ gật đầu, thật ra hắn cũng không biết tên vô biên chủ kia mạnh đến mức nào, hắn chỉ biết là lúc trước Niệm Tỷ cũng không đánh lại được người này. Chắc thuộc hàng tồn tại ít có địch thủ ở dưới tam kiếm. Lần sau gặp mặt có nên khách khí hơn chút không nhỉ? Đúng lúc này, Thị Ly đột nhiên nói, chúng ta đến rồi. Đến rồi. Thị Ly vừa nói xong, hai người đã ra khỏi truyền tống trận, xuất hiện trước thánh thành. Lão Trịnh vẫn đang đứng bảo vệ trước cổng thành. Thị Ly đi tới trước mặt Lão Trịnh, hơi thi lễ, Lão Trịnh. Lão Trịnh liếc mắt nhìn Thị Ly, gật đầu. Diệp Huyên nhìn ông ta, cũng hơi thi lễ, Lão Trịnh. Lão Trịnh nhìn Diệp Huyên không nói lời nào. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, Lão Trịnh, ông có truyền thừa không? Nghe vậy, vẻ mặt Thị Ly cứng đờ. Lão Trịnh vẫn không nói lời nào. Diệp Huyên cười mỉm, rồi bảo, không có thì thôi. Lão Trịnh đột nhiên hỏi, nghe nói người đang xây thư viện ở đây. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Lão Trịnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, vì sao không dồn sức vào một vài chuyện có ý nghĩa hơn? Diệp Huyên cười nói, ví như chinh chiến vũ trụ thứ nguyên. Lão Trịnh gật đầu, từ cổ chí kim, phàm là thiên chi kiêu tử đều lấy việc chinh chiến vũ trụ thứ nguyên làm vinh hạnh. Người rất giỏi, nếu nỗ lực hơn nữa thì tương lai chưa chắc không thể phong đế. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, thế đạo bây giờ, cường giả là nhất, hoàn toàn không có trật tự gì, nắm đấm của ai lớn hơn thì người đó là vua. Người mạnh thì tùy hứng, mà kẻ yếu phải cam chịu. Nói rồi, hắn lại lắc đầu, ta mở thư viện chính là muốn lập lại một trật tự hoàn toàn mới, muốn cho người đời biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Lão Trịnh nhìn Diệp Huyên, dã tâm của ngươi rất lớn. Diệp Huyên cười nói, Lão Trịnh, ông đã trấn thủ thánh thành này bao lâu rồi? Lão Trịnh nhìn về phía pho tượng cổ thiên đế ở nơi xa, khẽ đáp, đã cực kỳ lâu rồi. Diệp Huyên hỏi, vì sao lại làm vậy? Lão Trịnh đáp, vì tôn kính. Diệp Huyên gật đầu, ta kính phục ông. Nhưng Lão Trịnh à, thật ra ông cũng có thể làm một vài chuyện có ý nghĩa hơn mà. Lão Trịnh nhìn Diệp Huyên, ví như. Diệp Huyên nói, đến thư viện của ta đi. Thư viện của ta thiếu người, ông có thể làm trưởng lão võ viện của thư viện ta. Lão Trịnh cười nói, người nói thật à? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Lão Trịnh trầm mặc một lát rồi bỗng hỏi, tại sao ngươi thấy cổ thiên đế mà không bái? Diệp Huyên ngẩn người, sau đó cười đáp, trong lòng tôn kính là được rồi, cần gì phải câu nệ hình thức? Lão Trịnh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, đây chính là suy nghĩ của ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Lão Trịnh trầm mặc. Diệp Huyên lại nói, Lão Trịnh, cổ thiên đế không cần ông ở đây bảo vệ ông ta đâu. Người vũ trụ bình hành không dám đến đây làm sằng làm bậy, còn nếu người vũ trụ thứ nguyên đến gây sự thì ông cũng không ngăn được, đúng không? Lão Trịnh cười nói, đúng. Diệp Huyên cười, đang định nói chuyện tiếp thì đúng lúc này, phía xa có hai người đàn ông chậm rãi bước đến. Lúc này Thị Ly mới kéo ống tay áo của Diệp Huyên xoay người nhìn hai người đàn ông kia. Một trong số đó hắn đã biết, chính là Sở Thiên. Bên cạnh Sở Thiên còn một người đàn ông nữa. Hiển nhiên chính là Diệp Trần. Ngoài ra, xung quanh cũng tụ tập mấy người,
ngoại trừ yêu nghiệt thiên tài từ 10 thế lực lớn thì cũng có một vài thiên tài của cổ hoang. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Trần bước chậm rãi đến trước pho tượng cổ thiên đế rồi hơi thi lễ, sau đó y đi thẳng đến trước mặt Lão Trịnh, cười nói, Lão Trịnh, ta khiêu chiến với ông. Khiêu chiến. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thị Ly đứng cạnh Diệp Huyên cũng thấy cực kỳ khiếp sợ, trong mắt tràn ngập vẻ khó thể tin được. Lão Trịnh nhìn Diệp Trần, chắc chắn chứ? Diệp Trần gật đầu, chắc chắn. Lão Trịnh khẽ mỉm cười, chuyển sang nơi khác đi. Nói xong, hai người liền biến mất. Một lát sau, mọi người đều cảm nhận được thời không nơi đây đột nhiên trở nên hư huyễn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên trên trời, trên tinh không xa xôi, Diệp Trần và Lão Trịnh đang đứng đối diện nhau khá xa. Lão Trịnh nhìn Diệp Trần, ra tay đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, mạo phạm. Nói xong, y đột nhiên nắm chặt hai tay lại, trong nháy mắt, giữa trán y ngưng hiện lên một chữ đạo màu vàng. Ầm. Đột nhiên, một luồng uy thế cực kỳ nháy mắt bộc phát bao trùm toàn bộ cổ hoang, không chỉ thế, trong thứ nguyên thần điện ở vũ trụ thứ nguyên, 8 trong 9 pho tượng đột nhiên không hẹn mà cùng mở hai mắt ra. Ở một nơi nào đó, Phổ Biên Chủ đang bước đi chợt dừng lại, ông ta bỗng xoay người nhìn xuống dưới. Một lát sau, vẻ mặt ông ta cũng trở nên hơi nghiêm lại. Tăng Vô hỏi, sao thế? Trong mắt Phổ Biên Chủ ánh lên tia nghi hoặc đạo. Một trong 6 chữ chân ngôn, đứng đầu vạn đạo, Diệp Trần này là, đại đế của thế hệ này. Vì sao y không cho Diệp Huyên mà lại cho Diệp Trần? Chủ nhân bút đại đạo rốt cuộc muốn làm gì? Y cảm thấy Diệp Huyên đã luyện đến phế rồi, muốn luyện ra lại một người mới sao? Tăng Vô đột nhiên nói. Giống như lúc trước y đối xử với ông đúng không, cảm thấy không ổn là vứt bỏ ngay. Vẻ mặt Phổ Biên Chủ cứng đờ, ông ta liếc nhìn Tăng Vô, nghiêm túc nói, con lừa chọc, nếu ngươi không biết ăn nói thì không cần nói đâu, hiểu chưa? Tăng Vô. Không thể không nói, lúc này Phổ Biên Chủ thật sự hơi bất ngờ. Đạo. Thứ này không hề đơn giản, dù là ông ta cũng không dám coi thường. Từ trước đến giờ. Ông ta luôn cảm thấy Diệp Huyên là đại đế của thế hệ này, dù là Sở Thiên cũng không thể nào sánh với Diệp Huyên. Nhưng ông ta không ngờ chủ nhân bút đại đạo lại đưa cái chữ này cho Diệp Trần. Hành động này có ý nghĩa gì? Có nghĩa Diệp Trần chính là người mà y công nhận, đại đế mà chủ nhân bút đại đạo công nhận, so với cổ thiên đế. Phổ Biên Chủ lắc đầu. Thần Minh trầm giọng nói, nếu như thế, Diệp Trần này cũng giống với cổ thiên đế sao? Phổ Biên Chủ đáp lại bằng giọng điệu nặng nề, không. Không giống. Thần Minh nhìn Phổ Biên Chủ, Phổ Biên Chủ nói tiếp, ta chưa từng tiếp xúc với người này, không biết nhiều về hắn, nhưng lúc trước cổ thiên đế cũng không nhận được bất cứ một sự trợ giúp nào từ chủ nhân bút đại đạo, vì thế, đại đế cổ thiên đế có thực lực hơn rất nhiều. Nếu lúc trước cổ thiên đế có chủ nhân bút đại đạo giúp đỡ, thì Thánh Vương Điện còn làm gì được nữa? Thần Minh nhìn về phía Phổ Biên Chủ, nhẹ giọng nói. Phổ Biên Chủ, ông vẫn muốn giết Diệp Huyên, đúng không? Phổ Biên Chủ im lặng. Thần Minh nói với giọng điệu nặng nề, nếu Diệp Huyên chết thì sẽ thế nào? Phổ Biên Chủ bình tĩnh đáp, mọi thứ đều sẽ chết. Thần Minh nhíu mày, mọi thứ. Phổ Biên Chủ gật đầu, mọi thứ, tất cả mọi thứ. Thần Minh tỏ vẻ khó hiểu, tại sao? Phổ Biên Chủ lạnh lùng đáp. Vì người phụ nữ kia sẽ tiêu diệt tất cả vũ trụ đã biết hiện tại và cả những vũ trụ chưa biết. Nói xong, ông ta nhìn về phía Thần Minh, các ngươi quá yếu, không thể cảm nhận được rốt cuộc người phụ nữ kia đáng sợ đến mức nào. Tăng Vô đột nhiên trầm giọng nói, còn lợi hại hơn ông rất nhiều ư. Phổ Biên Chủ ngẫm nghĩ, sau đó đáp, ngươi không so sánh ta với người quá yếu thì cũng so sánh ta với người quá mạnh. Nói đến đây. Ông ta lắc đầu, người vẫn nên câm miệng thì tốt hơn. Tăng Vô. Phổ Biên Chủ nhìn xuống dưới, sau đó nói, không cần quan tâm. Cứ mặc cho bọn họ làm bậy đi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Tăng Vô nhìn Phổ Biên Chủ phía xa, nhẹ giọng nói, giết Kháo Sơn Vương, mọi người đều phải chết. Cho nên, chúng ta có cần khuyên Phổ Biên Chủ, bảo ông ấy đừng làm những chuyện linh tinh này nữa không? Ta cảm thấy Kháo Sơn Vương kia cũng khá tốt mà. Thần Minh khẽ thở dài, chợt cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề. Tăng Vô nhìn về phía Thần Minh, ông có ý gì?
Thần Minh nghiêm túc nói, sự tồn vong của vũ trụ cũng có liên quan với chúng ta. Tăng Vô im lặng một lát rồi nói, có liên quan gì với ông? Thần Minh đáp, nếu chúng ta không thể khuyên vô biên chủ quay đầu là bờ, vậy chẳng phải Diệp Huyên sẽ nguy hiểm ư? Một khi Diệp Huyên chết, toàn bộ vũ trụ đều phải chôn theo hắn. Ông nói xem có liên quan với chúng ta không? Tăng Vô giơ ngón cái với Thần Minh, mặt ông cũng sắp dày bằng Kháo Sơn Vương rồi đấy. Thần Minh. Trong hư không của vũ trụ bình hành. Khi nhìn thấy chữ đạo ở giữa chân mày Diệp Trần, trong mắt Lão Trịnh cũng đầy vẻ khó tin. Đạo. Đứng đầu vạn đạo. Đây là người mà chủ nhân bút đại đạo chọn chúng ư. Lúc này, Diệp Trần đột nhiên xoay tay phải, sau đó đè xuống, thời không trên đầu Lão Trịnh lập tức nứt ra, sau đó, một bàn tay màu vàng đè xuống. Con người Lão Trịnh co lại, ông ta tung người nhảy lên, sau đó đánh ra một quyền. Ầm. Trong nháy mắt, một lực lượng đáng sợ phóng lên cao, chặn lại bàn tay khổng lồ màu vàng kia. Oanh. Trong nháy mắt, một bóng người rơi thẳng xuống từ trên hư không. Chính là Lão Trịnh kia. Lúc Lão Trịnh dừng lại, trưởng ấn màu vàng kia đã đè trên đầu ông ta, trấn áp ông ta một cách triệt để, không thể động đậy dù là một chút. Đánh bại rồi. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đánh bại một cách đơn giản thế ư. Lúc này, Diệp Trần vung tay áo, trưởng ấn màu vàng kia lập tức biến mất. Lão Trịnh tự do trở lại. Diệp Trần thi lễ với Lão Trịnh, đắc tội rồi. Lão Trịnh nhìn Diệp Trần trước mặt, ông ta im lặng một lúc lâu mới nói, chúc mừng. Chúc mừng. Diệp Trần cười khẽ, sau đó xoay người biến mất, lúc xuất hiện một lần nữa, y đã đứng trước Thánh Thành. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm y. Kể cả Sở Thiên. Đánh bại rồi. Không ngờ Lão Trịnh lại bị đánh bại. Hành động này có ý nghĩa thế nào? Nghĩa là Diệp Trần bây giờ đã là người đứng đầu cổ hoang. Lúc này, Diệp Trần đột nhiên đi về phía Thánh Thành. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều im lặng. Lúc trước, Diệp Đế từng nói, nhà họ Diệp không xuất hiện đế thì không được đi vào Thánh Thành. Mà bây giờ, nhà họ Diệp đã có rồi. Hơn nữa còn do chủ nhân bút đại đạo thân phong. Diệp Trần chậm rãi đi về phía Thánh Thành, vào khoảnh khắc tiến vào trong, y chậm rãi nhắm mắt, nhẹ giọng nói, tiên tổ ta đến rồi. Nói xong, tay phải của y chậm rãi siết chặt. Tiên tổ. Đương nhiên là Diệp Đế. Đến tận bây giờ, nhà họ Diệp vẫn luôn xem Diệp Đế là một niềm vinh dự. Diệp Trần đột nhiên mở mắt ra, y chậm rãi đi tới trung tâm tòa thành. Bên ngoài Thánh Thành, mọi người cũng vội vàng đi theo. Diệp Trần đi tới trước quan tài Cổ Thiên Đế, y nhìn quan tài trước mặt, cung kính cúi người, Cổ Thiên Đế, cảm ơn những gì ngài đã làm cho vũ trụ bình hành, sau này, xin hãy giao cho ta. Dứt lời, y xoay người rời đi. Mà lúc này, quan tài kia chợt rung lên. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người xung quanh lập tức thay đổi. Cổ Thiên Đế. Mà lúc này, nắp quan tài đột nhiên chậm rãi mở ra, sau đó, một làn khói xanh chậm rãi bay lên, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, làn khói xanh kia biến thành một ảnh ảo. Ảnh ảo này chính là Cổ Thiên Đế. Thấy Cổ Thiên Đế, tất cả những người đang có mặt đều kích động, đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Lão Trịnh kia cũng run rẩy quỳ xuống. Thị Ly ở bên cạnh Diệp Huyên cũng cúi người thật thấp. Người của toàn bộ cổ hoang này, không ai không kính trọng Cổ Thiên Đế. Diệp Huyên không hành lễ, hắn cứ đứng nhìn Cổ Thiên Đế từ phía xa như thế. Tuy Sở Thiên không quỳ, nhưng cũng có cúi bái một cái. Sau khi xuất hiện, Cổ Thiên Đế nhìn về phía Diệp Trần, một lúc lâu sau đó, ông ta nhẹ giọng nói, tiên tổ của cậu rất mạnh. Cậu, cũng tạm được. Cũng tạm được. Chỉ là tạm được. Nghe thấy câu này, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Đương nhiên thế đã là tốt lắm rồi. Phải biết rằng Cổ Thiên Đế trước mắt chính là vị đế đứng đầu vạn cổ đấy. Diệp Trần cúi thấp người hành lễ. Cổ Thiên Đế mở lòng bàn tay, trong tay ông ta là hai quyển trục. Cổ Thiên Đế nhìn Diệp Trần, đây là truyền thừa của ta và tổ tiên cậu, ai không phải đế thì không thể học. Năm đó ta từng có giao hẹn với ông ấy, nếu ta không gặp được người phù hợp,
mà nhà họ Diệp của cậu lại có vị đế mới xuất hiện, thì người đó sẽ có được truyền thừa của hai người chúng ta. Truyền thừa của hai vị đại đế tuyệt thế. Kể cả Diệp Trần cũng cảm thấy kích động. Nếu có thể đồng thời lấy được truyền thừa của Cổ Thiên Đế và Tiên Tổ Diệp Đế. Chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến người ta thấy kích động rồi. Nhưng ngay lúc này, Cổ Thiên Đế đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyên phía xa. Thấy ánh mắt của Cổ Thiên Đế, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên. Cổ Thiên Đế biết Diệp Huyên à? Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ nghi ngờ. Lúc này, Cổ Thiên Đế đột nhiên cười khẽ nói, người đến đây. Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó đi tới trước mặt Cổ Thiên Đế. Cổ Thiên Đế quan sát hắn một lúc rồi nhẹ giọng nói, vì sao khí vận người thiên mệnh của ngươi lại phân tán hết rồi? Diệp Huyên cười đáp, có lẽ vì chủ nhân bút đại đạo muốn đổi người. Cổ Thiên Đế sửng sốt, sau đó cười nói, ngươi có hứng thú tiếp nhận truyền thừa của ta và Diệp Đế giống tiểu tử này không? Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đưa cho hai người. Không ngờ Cổ Thiên Đế này xem trọng cả Diệp Huyên. Diệp Trần cũng hơi kinh ngạc, y quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Ghen tị. Y không thấy thế. Người có thể được Cổ Thiên Đế xem trọng có thể là người bình thường không? Diệp Trần y vẫn có khí phách và biết cách chấp nhận sự thật. Hơn nữa, dù có ghen tị cũng không được thể hiện ra vào lúc này, thể hiện ra bây giờ chẳng phải là bị ngốc à. Nghe thấy lời của Cổ Thiên Đế, Diệp Huyên thoáng sửng sốt. Sau đó lắc đầu cười khẽ, ta xin nhận tấm lòng tốt của tiền bối. Xin nhận tấm lòng. Nghe thấy lời này, mọi người xung quanh đều hóa đá. Từ chối. Không ngờ Diệp Huyên lại từ chối truyền thừa của Cổ Thiên Đế và Diệp Đế. Mọi người nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lúc này, Thị Ly bất chấp tất cả, nàng ta đi thẳng đến bên cạnh Diệp Huyên kéo tay hắn, nghiêm túc nói, người biết mình đang nói gì không? Đây là truyền thừa của Cổ Thiên Đế, là Cổ Thiên Đế đó. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, không phải ta không tôn trọng tiền bối, mà ta thật sự không muốn đi con đường tiền bối và Diệp Đế tiền bối từng đi trước kia. Cổ Thiên Đế nhìn Diệp Huyên, ngươi không muốn bảo vệ vũ trụ bình hành này à? Diệp Huyên cười đáp, ta muốn, nhưng ta sẽ dùng cách của riêng mình. Hơn nữa, ta đã có đạo của mình rồi, dù bây giờ còn chưa quá lợi hại, nhưng ta sẽ tiếp tục kiên trì. Đạo của mình. Truyền thừa. Thật ra hắn không coi trọng truyền thừa của người khác cho lắm, nếu hắn thật sự muốn, truyền thừa của phụ thân, truyền thừa của Thanh Nhi, truyền thừa của đại ca, không phải đều hơn sao? Bây giờ hắn thật sự chỉ muốn đi con đường kiếm đạo nhân gian của mình thôi. Đương nhiên cho không hắn hắn vẫn lấy, nhưng bây giờ rõ ràng không phải cho không, có được truyền thừa của đối phương đồng nghĩa với việc phải gánh vác trách nhiệm của đối phương. Thậm chí có thể bị vũ trụ thứ nguyên nhằm vào, đương nhiên hắn không sợ bị nhằm vào, nhưng hắn cũng không muốn bị nhằm vào. Bây giờ hắn chỉ muốn chuyên tâm phát triển thư viện thôi. Cổ Thiên Đế im lặng một lát rồi nói, ta hiểu rồi. Dứt lời, ông ta khẽ mỉm cười, ngươi là người mà vô biên chủ muốn giết đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Cổ Thiên Đế lắc đầu cười khẽ, xem ra ông ta thất bại chắc rồi. Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Cổ Thiên Đế khẽ mỉm cười, ông ta nhìn Sở Thiên phía xa, sau đó cười nói, thế hệ này của các ngươi đều rất lợi hại, ta giao vũ trụ bình hành cho các ngươi. Dứt lời, ông ta nhìn ba người Diệp Huyên một lần nữa, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề. Nếu những người có năng lực mạnh mẽ như chúng ta đều đi trốn tránh, thì số mệnh của chúng sinh chẳng phải là mặc cho người khác chà đạp sao? Hiệp ước ta ký với vũ trụ thứ nguyên năm đó sắp hết hạn, tương lai của vũ trụ bình hành, dựa vào các ngươi. Nói xong, thân thể ông ta dần trở nên hư ảo. Lúc này, hai quyền trục trong tay ông ta đột nhiên biến thành 6 quyển, lần lượt bay đến trước mặt Sở Thiên, Diệp Huyên và Diệp Trần. Diệp Huyên trần trừ một lúc rồi nói, tiền bối, ta không lấy. Mọi người, Cổ Thiên Đế khẽ mỉm cười, ngoài truyền thừa còn có một ít thứ nguyên tinh đặc biệt nữa, nhiều lắm đấy. Diệp Huyên. Thứ nguyên tinh thần bí. Diệp Huyên nhất thời động lòng. Bất kể là tu luyện hay mở thư viện đều không thể thiếu tiền. Dù là thế giới thế tục hay là thế giới tu luyện thì cũng đều cần có tiền. Lúc này, Cổ Thiên Đế đột nhiên mỉm cười,
ngẩng đầu nhìn về phía chân trời rồi thấy được Thánh Vương Điện của vũ trụ thứ nguyên 9 xa xôi. Một người đối mặt với 9 người. Cổ Thiên Đế khẽ cười một tiếng, vẫn chưa tiến bộ gì. Nói xong, thân thể của ông ta hoàn toàn biến mất. Giờ thì, ông ta thực sự biến mất khỏi cuộc đời này. Trên thế gian không còn Cổ Thiên Đế nữa. Diệp Huyên thầm thở dài trong lòng. Giờ phút này, hắn đột nhiên hiểu rõ một chuyện. Muốn làm chuyện gì thì phải làm đến khi trở nên mạnh nhất. Tu luyện cũng vậy, đã bước lên con đường tu luyện này thì sẽ phải học tập thanh nhi, tu luyện đến mức vô địch. Vì nếu không vô địch thì sẽ có ngày phải chết. Cần phải mạnh đến mức không ai có thể giết được mình. Tay phải của Diệp Huyên nắm chặt lấy kiếm Thanh Huyền, ánh mắt vô cùng kiên định. Nhìn thấy Cổ Thiên Đế biến mất hoàn toàn, sắc mặt của những người có mặt đều ảm đạm hẳn. Bọn họ biết, trên thế gian này sẽ không còn Cổ Thiên Đế nữa rồi. Thời đại của Cổ Thiên Đế đã hoàn toàn đi vào dĩ vãng. Dường như nghĩ tới gì đó, đám người lại nhìn về phía ba người Diệp Huyên. Đó chính là ba người mà Cổ Thiên Đế đã lựa chọn. Lúc này, Diệp Trần đột nhiên nhìn sang Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp Huynh, nếu rảnh thì tới Diệp gia chơi nhé. Diệp Huyên mỉm cười, được. Diệp Trần gật đầu, gặp sau nhé. Nói xong, y quay người rời đi. Y không có định ý với Diệp Huyên, mà cũng chẳng cần thiết, tuy giữa Diệp gia và Diệp Huyên từng có một vài mâu thuẫn nhỏ nhưng cũng chẳng phải thâm cừu đại hận gì. Cổ Thiên Đế là người thế nào? Người được ông ấy nhìn chúng sao có thể tầm thường được chứ? Quen biết rộng luôn tốt thế đấy. Hơn nữa, nếu sau này y muốn đối phó với vũ trụ thứ nguyên, vậy thì giờ hãy kết giao thêm với vài cường giả siêu cấp nữa cũng sẽ có lợi hơn với y. Sở Thiên ở một bên khẽ liếc Diệp Huyên, sau đó nói, sau này gặp lại. Nói rồi, hắn ta cũng quay người rời đi. Cũng như Diệp Trần, hắn ta không hề căm thù gì Diệp Huyên. Kẻ địch của bọn họ chính là vũ trụ thứ nguyên. Thị Ly đứng cạnh Diệp Huyên đột nhiên cất lời, Diệp công tử. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Thị Ly hào hứng nói, truyền thừa của Cổ Thiên Đế và Diệp Đế, không ngờ ngươi lại nhận được sự công nhận của hai người họ, ngươi có biết điều này tức là sao không? Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, trong lòng không chút gợn sóng. Hắn chỉ muốn giành được sự công nhận của Thanh Nhi. Tất nhiên phải là kiểu công nhận từ tận đáy lòng, chứ không phải mấy câu dỗ dành trẻ con. Nhưng đến cả phụ thân và đại ca hắn mà Thanh Nhi cũng chỉ đánh giá bằng một câu có vậy thôi. Rốt cuộc hắn phải thế nào thì mới giành được sự công nhận thực sự của muội ấy? Khó lắm. Diệp Huyên thầm thở dài. Thị Ly vẫn đang hào hứng, hơn nữa có vẻ còn càng lúc càng hào hứng hơn, cứ như chính nàng ta nhận được truyền thừa vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, vừa nãy Cổ Thiên Đế nói hiệp ước mà ông ta ký kết với vũ trụ thứ nguyên là có thời hạn. Thị Ly nghe thấy vậy liền dần bình tĩnh lại. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, chỉ e sau này sẽ có phiền phức lớn. Thị Ly gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn nàng ta, Thị Ly cô nương, ta phải về trước đây. Cô cũng quay lại thị tộc để chuẩn bị đi. Thị Ly gật đầu, được. Diệp công tử, chờ ta sắp xếp ong thì sẽ tới thư viện Quan Huyên tìm ngươi. Sau đó, nàng ta quay lưng biến mất ở đằng xa. Diệp Huyên không hiểu lắm, sắp xếp xong rồi đến tìm hắn, nàng ta tìm hắn làm gì chứ? Đúng lúc này, Lão Trịnh ở một bên đột nhiên lên tiếng, Diệp công tử. Diệp Huyên không nghĩ ngợi thêm nữa mà nhìn về phía Lão Trịnh. Lão Trịnh cười nói, thư viện Quan Huyên của cậu có thiếu người không? Nghe thấy vậy, khóe miệng Diệp Huyên khẽ cong lên, có chứ? Cứ thế, Diệp Huyên đã dẫn theo Lão Trịnh rời khỏi Thánh Thành. Chuyện truyền thừa của Cổ Thiên Đế và Diệp Đế xuất hiện cũng nhanh chóng được truyền khắp Cổ Hoang và Vũ Trụ Thứ Nguyên. Ba cái tên Diệp Huyên, Sở Thiên và Diệp Trần cũng nhanh chóng lan truyền khắp hai vũ trụ. Tại Vũ Trụ Thứ Nguyên, ngày hôm đó, có một cô gái bước ra từ Thánh Vương Điện. Đó chính là Cố Triều Tịch. Cố Triều Tịch chậm rãi nhắm mắt lại, mãi sau mới hít sâu một hơi rồi khẽ cất lời, truyền thừa. Nàng ta cùng nhận được truyền thừa của Thánh Vương Điện. Lúc này, Lan Hưu xuất hiện trước mắt Cố Triều Tịch, nhìn nàng tại Cổ Thiên Đế hiện thế rồi. Cố Triều Tịch gật đầu, ta biết rồi.
Lan Hưu trầm giọng nói, ba người kia đã nhận được truyền thừa của Cổ Thiên Đế. Vẻ mặt Cố Triều Tịch vẫn rất bình tĩnh, không sao. Lan Hưu nhìn Cố Triều Tịch, trong lòng thoáng nghi hoặc nhưng không hỏi thêm. Cố Triều Tịch đột nhiên đi về phía xa. Thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên dẫn theo Lão Trịnh quay về Thư viện Quan Huyên, sau đó để ông ta giữ chức trưởng lão danh dự của võ viện thuộc Thư viện Quan Huyên. Địa vị tuy cao song không có thực quyền. Tất nhiên không phải hắn không muốn để ông ta nắm giữ quyền lực, mà bởi Lão Trịnh không muốn quản lý bất cứ chuyện gì cả. Về phần chức vị viện trưởng võ viện, đương nhiên vẫn do Thanh Khâu đảm nhiệm. Trên một đỉnh núi nọ, Diệp Huyên và Tần Quan chậm rãi sánh vai bước đi, gió núi thổi tới vô cùng mát mẻ. Tần Quan khẽ cất lời, hiệp ước hoàn bình giữa Cổ Thiên Đế và Vũ Trụ Thứ Nguyên có thời hạn, nói cách khác, chỉ cần hết thời gian thì Vũ Trụ Thứ Nguyên rất có khả năng tiêu diệt Vũ Trụ Bình Hành. Diệp Huyên gật đầu, bọn chúng cũng không muốn nhìn thấy một nhân vật tầm cỡ như Cổ Thiên Đế xuất hiện nữa. Tần Quan lắc đầu thở dài. Diệp Huyên cười nói, cô thở dài gì chứ? Tần Quan khẽ đáp, tranh đấu liên miên, bao giờ mới kết thúc đây? Diệp Huyên trầm mặc. Hắn cũng không biết cuộc tranh đấu này đến bao giờ mới chấm dứt. Tần Quan lại nói, chúng ta phải chuẩn bị trước. Diệp Huyên gật đầu, ừ. Sau đó, hắn đưa một chiếc nhẫn không gian cho Tần Quan, tặng cô này. Tần Quan sững người, liếc chiếc nhẫn. Lát sau trong mắt nàng ta lóe lên vẻ kinh ngạc, 100.000 viên thứ nguyên thánh tinh. Diệp Huyên gật đầu, Cổ Thiên Đế để lại cho ta. Tần Quan trầm giọng nói, thứ này rất đáng quý. Một viên thứ nguyên thánh tinh gần như có thể đổi được 10.000 viên tinh vương, vả lại, có tiền khéo khi còn chẳng mua được. Diệp Huyên cười đáp, tiền tài cứ tùy cô sắp xếp và quản lý đi. Ta chỉ việc tiêu thôi. Khóe miệng Tần Quan khẽ cong lên, hay lắm. Diệp Huyên. Tần Quan mở tay ra, một chiếc hộp màu đen rất lớn liền xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên tò mò hỏi, đây là... Tần Quan cười đáp, đây là giá Quan Huyên bản nâng cấp hoàn toàn mới của chúng ta. Giáp Quan Huyên. Diệp Huyên mở hộp ra, bên trong là một bộ giáp đen xì. Tần Quan nói, bộ giáp này rất bền, người giữ lại mà dùng. Diệp Huyên gật đầu. Cũng không từ chối mà mặc luôn giáp Quan Huyên lên người, vừa mặc xong thì bộ giáp cũng hòa thành một thể với hắn. Tần Quan cười nói, ngươi tu luyện đi, ta đi làm việc đã. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan quay lưng rời đi. Diệp Huyên vẫn đứng chỗ cũ, im lặng giây lát rồi đi thẳng tới Vũ Trụ Thứ Nguyên. Lần này hắn tới Vũ Trụ Thứ Nguyên 5. Hắn có lệnh Thứ Nguyên 5 mà Tiêu Tộc tặng cho trước đó. Bởi vậy có thể hấp thụ sức mạnh của Vũ Trụ Thứ Nguyên 5. Cao hơn Bỉ Ngạn cảnh một cấp chính là Thứ Nguyên cảnh. Mà mục tiêu của hắn chính là Thứ Nguyên cảnh kia. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, xung quanh đột nhiên xuất hiện sức mạnh Thứ Nguyên vô tận, những sức mạnh đó ào ào dồn về chỗ hắn tựa như thủy triều vậy. Cảm nhận được luồng sức mạnh Thứ Nguyên vô tận đó, Diệp Huyên bắt đầu thoải mái tiếp nhận. Song đúng lúc này lại có chuyện bất ngờ. Những sức mạnh Thứ Nguyên vô tận kia đột nhiên biến mất. Diệp Huyên mở mắt ra, khẽ nhíu mày. Lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt hắn không xa. Diệp Huyên nhìn lão ta, ông làm gì thế? Lão già cai quản Thứ Nguyên bình tĩnh đáp, từ hôm nay trở đi, không cho phép người của Vũ Trụ Bình Hành bước vào Vũ Trụ Thứ Nguyên, cứ đặt chân tới thì sẽ giết không tha. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên nhất thời trầm xuống. Có thể thấy rõ Vũ Trụ Thứ Nguyên đã bắt đầu muốn nhằm vào Vũ Trụ Bình Hành rồi. Diệp Huyên hỏi, dùng lệnh Thứ Nguyên cũng không được ư? Lão già kia nhìn Diệp Huyên, tất cả lệnh Thứ Nguyên đều vô hiệu. Vô hiệu. Diệp Huyên không nói thêm gì nữa mà quay lưng biến mất tại chỗ. Sau khi quay về Vũ Trụ Bình Hành, Diệp Huyên liền phát hiện toàn bộ Vũ Trụ Thứ Nguyên đã bắt đầu phong tỏa Vũ Trụ Bình Hành. Bất cứ ai thuộc Vũ Trụ Bình Hành đều không thể đặt chân tới Vũ Trụ Thứ Nguyên. Biến cố bất thình lình này đã lập tức khiến cả Vũ Trụ Bình Hành ngỡ ngàng. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? 10 thế lực lớn đã bắt đầu tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, có thể thấy rõ bọn họ biết giữa Vũ Trụ Thứ Nguyên và Vũ Trụ Bình Hành sắp phát sinh chuyện lớn rồi. Trong một không gian nào đó, Vô Biên Chủ dẫn theo Thần Minh và Tăng Vô đi về phía xa.
Lúc này, Phổ Biên Chủ đột nhiên dừng bước, nhìn xuống bên dưới rồi nhíu mày. Tăng Vô hỏi, sao vậy? Phổ Biên Chủ khẽ đáp, vũ trụ thứ nguyên đã đóng tất cả các cửa vào lại rồi. Tăng Vô trầm giọng, sắp khai chiến rồi sao? Phổ Biên Chủ im lặng một thoáng rồi nói, truyền thừa của Cổ Thiên Đế và Diệp Đế xuất hiện, chắc hẳn vũ trụ thứ nguyên đã cảm nhận được nguy cơ. Nói rồi, ông ta khẽ lắc đầu, đúng là ngày nào cũng thành thơi. Tăng Vô trầm giọng nói, vũ trụ thứ nguyên ngang ngược quá rồi. Phổ Biên Chủ khẽ thở dài, cũng không thể trách vũ trụ thứ nguyên được. Người nghĩ mà xem, vũ trụ bình hành cứ hễ rảnh tay là lại đòi đánh nhau với vũ trụ thứ nguyên, sau đó đi cướp đoạt tài nguyên với người khác. Nếu ngươi là người của vũ trụ thứ nguyên thì ngươi có chịu nổi không? Biểu cảm của Tăng Vô cứng đờ. Phổ Biên Chủ lại nói, tất nhiên vũ trụ bình hành cũng không sai, bọn họ muốn phát triển hơn nữa thì chỉ có thể tới vũ trụ thứ nguyên. Thế nên bọn họ mới không ngừng chiến tranh với vũ trụ thứ nguyên. Sau đó, ông ta khẽ lắc đầu, tất cả đều không sai. Tăng Vô nhìn về phía Phổ Biên Chủ, đây là nguyên nhân mà ông không nhúng tay can thiệp sao? Phổ Biên Chủ trầm mặc một lát rồi nói, không, quan trọng là ta đâu có rảnh rỗi vậy chứ. Hơn nữa, người của hai vũ trụ kia và ta cũng chẳng có thù hận gì, sao ta phải nhúng tay chứ? Ăn no rừng mỡ chắc. Tăng Vô nhìn Phổ Biên Chủ, lẽ nào ông không cần tài nguyên tu luyện ư? Phổ Biên Chủ im lặng giây lát, sau đó nói, hòa thượng, rốt cuộc ta phải làm gì thì ngươi mới có thể tách biệt ta với đám người kia? Ta, không giống bọn chúng, ta rất đỉnh đấy, được chưa hả? Tăng Vô. Phổ Biên Chủ thực sự cạn lời. Ông ta nhận ra từ lúc theo mình đến giờ, hòa thượng này và thần minh đều không nhận rõ thực lực của ông ta. Chẳng phải mình chỉ sợ hãi đúng một lần thôi ư? Đến mức đó không? Có đến mức đó hay không hả? Thấy sắc mặt Phổ Biên Chủ cũng không dễ coi gì cho cam, Tăng Vô liền ngượng ngập cười cười, vội nói, ta hiểu. Ta hiểu, Phổ Biên Chủ lắc đầu thở dài, ngươi hiểu cái bíp. Ta phục ngươi luôn rồi đó. Nói rồi, ông ta nhìn về nơi xa, đừng quan tâm chuyện giữa vũ trụ thứ nguyên và vũ trụ bình hành nữa. Bây giờ ta đưa các ngươi đi chứng kiến thế giới thực sự đây. Trước đây ta đã muốn làm vậy rồi. Nhưng chưa có cơ hội, giờ rảnh rồi nên có thể qua đó ngó thử. Sau đó ông ta đi về phía xa. Thần Minh hơi tò mò bèn hỏi, nơi nào? Ở nơi xa, Phổ Biên Chủ khẽ đáp, cấm địa thần hoang. Vũ trụ bình hành. Vũ trụ thứ nguyên đột nhiên phong tỏa dẫn tới toàn bộ cổ hoang bắt đầu nâng cao cảnh giác. 10 thế lực lớn cùng tề tụ tại một tòa điện để bàn chuyện đại sự. Diệp Huyên cũng được mời đến đó. Tuy hiện giờ thư viện Quan Huyên của Diệp Huyên chỉ là một thế lực nhỏ, thế nhưng Diệp Huyên lại là người nhận được truyền thừa của Cổ Thiên Đế và Diệp Đế, thế nên bọn họ không dám coi thường hắn. Hơn nữa sau lưng Diệp Huyên còn có cả Vô Biên Chủ. Trong điện, tộc trưởng của 10 thế lực lớn đều đích thân tới. Diệp Huyên ngồi trong một góc mà lặng lặng nghe, không hề lên tiếng. Ước chừng một lúc lâu sau, 10 thế lực lớn đã bàn bạc xong. Cùng tiến cùng lùi. Bất kể trước đây từng có ân oán gì, song lúc đối mặt với vũ trụ thứ nguyên thì cả 10 thế lực đều đưa ra lựa chọn cùng chiến đấu. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ có đoàn kết lại thì mới có thể đối phó với vũ trụ thứ nguyên. Phải biết rằng, hiện giờ vũ trụ bình hành không còn Diệp Đế hay Cổ Thiên Đế nữa. Sau khi tan họp, Diệp Huyên rời khỏi đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn trời cao. Trong mắt ẩn chứa sự lo lắng. Hiện giờ vũ trụ thứ nguyên không có bất cứ động thái gì. Nhưng Diệp Huyên biết đây chỉ là bình yên trước bão táp. Có lẽ vũ trụ thứ nguyên đang đợi đến khi thời hạn của hiệp ước hòa bình kia hết hiệu lực. Khi đó, rất có thể vũ trụ thứ nguyên sẽ hủy diệt vũ trụ bình hành, diệt trừ mối họa lớn này. Thế nên rất có thể chiến tranh sẽ nổ ra. Tiếc ghê. Lúc trước quên mất không hỏi thời hạn của hiệp ước kia là bao giờ. Giờ lại hơi bị động rồi. Lúc này, Thị Ly đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn hắn, cười hỏi, đang lo lắng à? Diệp Huyên nhìn Thị Ly, mỉm cười hỏi ngược lại, Thị Ly cô nương không lo lắng sao? Thị Ly ngẩng đầu nhìn trời cao, nói khẽ, lo thì có ích gì đâu. Chuyện nên tới cuối cùng cũng sẽ tới thôi mà. Diệp Huyên cười nói, cũng đúng.
Thị Ly nhìn Diệp Huyên, ta nghe nói Sở Thiên và Diệp Trần đã bế quan, chắc hẳn bọn họ đang tiếp nhận truyền thừa của Cổ Thiên Đế và Diệp Đế. Ngươi thì sao? Diệp Huyên mỉm cười, ta muốn đi lối riêng của mình. Có điều. Tiếp đó khóe miệng hắn khẽ cong, ta có thể học theo lối đi của bọn họ. Tự đi con đường của chính mình cũng cần phải học tập. Đối với truyền thừa của hai người từng vô địch như Cổ Thiên Đế và Diệp Đế, tất nhiên hắn sẽ không chỉ nhìn hạn hẹp, bởi vì những người yêu nghiệt như thế ắt sẽ có chỗ đáng sợ của riêng họ. Thị Ly gật đầu, cố lên. Dứt lời, nàng ta quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên đằng xa, sau đó nói, trong tộc có khá nhiều việc, ta phải về tộc xử lý trước. Diệp công tử, cáo từ. Diệp Huyên gật đầu, được. Thị Ly mỉm cười, sau đó quay người rời đi cùng tộc trưởng thị tộc, bóng dáng của cả hai cùng biến mất cuối tinh không. Diệp Huyên đứng trầm mặc một lát rồi cũng quay lưng rời đi. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, đó chính là tộc trưởng đương nhiệm của Diệp tộc. Tộc trưởng Diệp tộc nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp tiểu hữu, Vô Biên chủ vẫn khỏe chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp, thật lòng mà nói thì ta cũng không thân quen với ông ta cho lắm. Tộc trưởng Diệp tộc mỉm cười, ta hiểu. Diệp Huyên cạn lời, ông hiểu cái đinh ấy. Tộc trưởng Diệp tộc đột nhiên ngẩng đầu nhìn hư không bên trên, nói khẽ, Diệp tiểu hữu, sắp tới cậu có dự định nào không? Diệp Huyên cười nói, tiền bối muốn nói gì? Tộc trưởng Diệp tộc chân thành nói, Diệp tiểu hữu, vũ trụ bình hành chúng ta cần đoàn kết lại. Tất nhiên ông ta muốn lôi kéo Diệp Huyên. Diệp Huyên không chỉ nhận được truyền thừa của Cổ Thiên Đế mà còn lấy được truyền thừa của Diệp Đế, xét về góc độ nào đó, Diệp Huyên và Diệp gia cũng có liên quan với nhau. Hơn nữa, Diệp Huyên sáng lập nên thư viện, rõ ràng không có xung đột lợi ích gì với Diệp tộc cả. Diệp Huyên mỉm cười, tất nhiên. Nghe xong câu trả lời của Diệp Huyên, vẻ mặt tộc trưởng Diệp tộc bỗng xuất hiện một nụ cười, tiểu hữu, hôm nào có thời gian hãy tới Diệp tộc chơi nhé. Diệp Huyên gật đầu, nhất định. Diệp Huyên trầm mặc đứng tại chỗ một lát rồi quay lưng rời đi. Sau khi quay về thư viện Quan Huyên, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện. Thứ hắn tu luyện không phải cảnh giới mà là kiếm đạo. Diệp Huyên đứng trên đám mây nhìn xuống thư viện Quan Huyên bên dưới, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn bất chợt nhận ra mình đã phải gánh gồng khá nhiều trách nhiệm kiếm tu. Dưới ánh mắt của người đời, kiếm tu là người không có gì trói buộc, có thể tùy ý cầm kiếm tiêu dao giữa đất trời. Đại ca chính là người như thế, tiêu dao tử. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên không khỏi lắc đầu cười một tiếng, không biết hiện giờ đại ca của hắn sao rồi nữa. Đã lâu họ không gặp nhau rồi. Diệp Huyên không nghĩ ngợi thêm nữa, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm được ngưng tụ từ kiếm ý xuất hiện trên tay hắn. Kiếm ý nhân gian. Hiện giờ có thể nói là kiếm ý nhân gian đã ngưng tụ được sức mạnh của cả vũ trụ Quan Huyên. Vũ trụ Quan Huyên hiện tại có thư viện Quan Huyên đứng đầu, hơn nữa thư viện này cũng đã được thiết lập một trật tự hoàn toàn mới. Trật tự nhân gian. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm ý nhân gian trong tay hắn bất chợt lay chuyển. Đột nhiên có một luồng kiếm ý nhân gian đáng sợ tràn ra từ bên trong cơ thể Diệp Huyên. Chỉ chốc lát, không gian xung quanh lập tức sôi trào. Giờ phút này, Diệp Huyên cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng vô cùng vô tận. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên xuất hiện cách Diệp Huyên không xa, nàng ta nhìn hắn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Diệp Huyên chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Tần Quan. Tần Quan cười nói, chúc mừng. Kiếm ý nhân gian của ngươi đã có sự thay đổi lớn rồi đó. Diệp Huyên gật đầu, đúng như Tần Quan nói, kiếm ý nhân gian của hắn đã đột phá. Tần Quan lại nói, trong kiếm ý này của ngươi ngoài sức mạnh tín ngưỡng thì còn có một loại sức mạnh thần bí khác. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, sức mạnh thần bí gì? Tần Quan cười đáp, trật tự, một loại trật tự. Diệp Huyên nhíu mày, trật tự. Tần Quan gật đầu, kiếm ý nhân gian được ngưng tụ từ sức mạnh tín ngưỡng. Mà bây giờ, người đã dùng sức mạnh tín ngưỡng đó mà dần dần sáng tạo ra một loại trật tự, tạm thời cứ gọi là trật tự nhân gian vậy. Nàng hơi ngừng lại giây lát rồi nói tiếp, trải kiếm đạo từ tín ngưỡng của chúng sinh. Diệp Huyên trầm ngâm. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, tín ngưỡng càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Ngươi hiểu ý ta chứ?
Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Tần Quan khẽ gật đầu, hiện giờ chúng ta đang gánh rất nhiều trách nhiệm, ta có Tiên Bảo Các, ngươi có thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên đột nhiên cười chen lời, cô nhầm rồi. Tần Quan thoáng ngẩn ra, Diệp Huyên cười nói tiếp, ta chính là khách quý đặc biệt của Tiên Bảo Các, chuyện của Tiên Bảo Các cũng là chuyện ta cần giải quyết. Còn thư viện Quan Huyên, mặc dù cô không giữ chức vụ gì, nhưng thư viện Quan Huyên vẫn là của cô mà, không phải thế ư? Tần Quan cười đáp, đúng vậy. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn hư không, nếu ta đoán không nhầm, có lẽ vũ trụ thứ nguyên sắp động thủ rồi. Chắc chắn bọn họ sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian và cơ hội đâu. Tần Quan gật đầu, mục tiêu chính của vũ trụ thứ nguyên có thể là ngươi, Sở Thiên và Diệp Trần. Ba người các ngươi đã nhận được truyền thừa của hai vị đại đế, trở thành mối uy hiếp lớn nhất đối với bọn họ. Diệp Huyên đang muốn nói gì đó thì một luồng áp lực đáng sợ bỗng nhiên cuốn tới từ chân trời. Diệp Huyên lập tức ngẩng đầu. Đúng lúc này, không gian nơi chân trời đột nhiên nứt ra, rồi một cô gái chậm rãi bước ra từ trong vết nứt. Đó chính là Lục Chiêu Tịch. Nhìn thấy Lục Chiêu Tịch, Diệp Huyên liền nhíu mày. Mà lúc này, Lục Chiêu Tịch đi tới trước mặt Tần Quan, nhìn thẳng vào nàng ta, đánh tiếp đi. Đánh tiếp. Rõ ràng là tới để tìm lại thể diện. Tần Quan trừng mắt, được thôi, đổi địa điểm. Lục Chiêu Tịch gật đầu, được, đi theo ta. Sau đó nàng ta quay lưng đi về phía xa. Diệp Huyên và Tần Quan đi theo. Trên đường đi, Diệp Huyên cất tiếng hỏi, có nắm chắc không? Tần Quan chớp mắt, tất nhiên rồi. Diệp Huyên gật đầu, vậy được. Ba người nhanh chóng đi tới vũ trụ thứ nguyên lần nữa. Trong một không gian trống trải, Lục Chiêu Tịch quay lại nhìn về phía Diệp Huyên. Nghe nói ngươi đã nhận được truyền thừa của Cổ Thiên Đế và Diệp Đế. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Lục Chiêu Tịch nhìn Diệp Huyên, chờ ta đánh bại nàng ta thì đến lượt chúng ta đánh một trận. Diệp Huyên lập tức nói, cô có muốn một chọi hai luôn không? Lục Chiêu Tịch im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười ngượng ngập, hai cô đấu tay đôi đi. Sau đó hắn lùi sang một bên. Lục Chiêu Tịch nhìn về phía Tần Quan, ta không cam tâm thua như lần trước. Ta không biết rốt cuộc ngươi là tu sĩ gì, lần này, ta sẽ không thua nữa. Tần Quan mỉm cười, ngươi cố lên. Sau đó nàng ngửa tay ra, lên. Ầm. Trong giây lát, phía sau nàng liền xuất hiện hơn 100 truyền tống trận. Hơn 100 cái. Thấy cảnh tượng đó, biểu cảm của Lục Chiêu Tịch lập tức cứng đờ. Diệp Huyên đứng một bên cũng sững sờ tại chỗ. Chuyện gì vậy? Sao nhoáng cái đã có hơn 100 truyền tống trận thể này? Lần trước chỉ có mỗi một cái thôi mà. Tần Quan mỉm cười, thật ra ta cũng muốn đánh một trận với cô lắm. Bởi vì gần đây ta mới đột phá về mặt khoa học kỹ thuật, ta muốn xem thử uy lực của những vũ khí kia. Sau đó nàng nhìn về phía Lục Chiêu Tịch, cười nói, nào. Ngươi đánh trước đi. Lời vừa dứt. Hơn 100 truyền tống trận đằng sau nàng ta đột nhiên bắt đầu chuyển động, tiếp đó, từng luồng khí tức khủng khiếp tràn lan. Chỉ chốc lát, không gian mấy trăm dặm xung quanh lập tức bị xoắn vặn và sôi trào, hệt như nước sôi sùng sục, trông vô cùng đáng sợ. Ở nơi xa, Lục Chiêu Tịch im lặng giây lát rồi đột ngột nói, chờ chút. Tần Quan sửng sốt, sao? Lục Chiêu Tịch hơi liếc Tần Quan, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ta quyết định đánh với ngươi. Mặt Diệp Huyên lập tức khó ở. Đánh với mình. Diệp Huyên liếc nhìn Lục Chiêu Tịch, cô gái này muốn chọn quả hồng mềm à. Nghĩ như vậy, Diệp Huyên bất giác cười lạnh, cô gái này còn nghĩ hắn vẫn là tên kiếm tu dễ bắt nạt như lúc trước sao. Thấy Diệp Huyên cười lạnh, Lục Chiêu Tịch khẽ nhíu mày, ngươi có đánh không? Diệp Huyên cười nói, đánh. Nói rồi, hắn đi về phía Lục Chiêu Tịch. Lúc này, Tần Quan bỗng kéo cánh tay Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, hắn lại cười nói, đừng lo, ta có thể làm được. Tần Quan chớp mắt, ý ta là, đừng đánh chết. Giữ lại mạng, để bọn họ đến chuộc. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, được. Nói xong, hắn xoay người nhìn Lục Chiêu Tịch khẽ cười, ngón cái tay trái khẽ chuyển động. Bù! Kiếm Thanh Huyên bỗng biến thành một luồng kiếm quang chém ra. Ở phía xa, vẻ mặt Lục Chiêu Tịch bình tĩnh, nàng ta tiến lên, điểm tay một cái. Ầm. Vừa điểm tay,
lập tức đã chỉ vào kiếm Thanh Huyên. Ầm ầm. Sức mạnh kinh người bùng nổ từ giữa kiếm Thanh Huyên và ngón tay Lục Chiêu Tịch, trong chốc lát, toàn bộ hư không vô tận lập tức hóa thành cho bụi. Mà kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên và Lục Chiêu Tịch lại không hề lùi nửa bước. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nhắm nghiền hai mắt. Bù! Một thanh kiếm ý bỗng chốc xuất hiện giữa trán Lục Chiêu Tịch. Kiếm do kiếm ý nhân gian ngưng tụ thành. Tay trái Lục Chiêu Tịch bỗng đánh ra một quyền. Ầm! Kiếm ý nhân ra lập tức bị ép dừng lại. Mà ngay lúc này, chín thanh kiếm ý bỗng xuất hiện xung quanh nàng ta, những thanh kiếm này xuất hiện vô cùng bất ngờ, tựa như ma quỷ, vô cùng dị thường. Lục Chiêu Tịch nheo mắt, nàng ta lùi về sau nửa bước, tay trái chợt giang ra, sau đó đánh mạnh một chưởng xuống. Quỳnh! Một luồng sức mạnh đáng sợ bỗng chốc bùng nổ từ trong cơ thể, thoáng chốc, mười mấy thanh kiếm ý và kiếm Thanh Huyên lập tức bị đánh bay. Ở phía xa, Diệp Huyên chỉ tay, sau đó khẽ di chuyển. Mười mấy thanh kiếm ý kia đột nhiên biến thành từng luồng kiếm quang quay về quanh người hắn. Diệp Huyên nhìn Lục Chiêu Tịch phía xa, hắn chợt suy nghĩ, bỗng nhiên mười mấy thanh kiếm ý và kiếm Thanh Huyên lập tức biến thành màu đỏ máu. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyên điểm tay chém về phía Lục Chiêu Tịch. Mười mấy thanh kiếm ý đột nhiên phá không xuyên qua. Có thêm huyết mạch chi lực, mười mấy thanh kiếm dĩ nhiên lập tức bùng cháy, uy lực so với lúc trước tăng ít nhất 10 lần. Ở phía xa, ánh mắt Lục Chiêu Tịch bỗng trở nên nặng nề, nàng ta đột nhiên vươn người lên trời, đánh mạnh một quyền xuống dưới. Ầm! Từng luồng sức mạnh thứ nguyên chi lực tựa như sóng trào tuôn ra từ trong nắm đấm nàng ta. Lúc này, cả tinh không vô tận lập tức nổ tung. Cả vũ trụ thứ nguyên cũng chấn động. Hai người tuy đều là thế hệ trẻ, nhưng thực lực thì không hề thua kém một vài cao thủ tiền bối. Ầm đoàn! Thoáng chốc, Lục Chiêu Tịch kia lùi lại liên tục, đến cả vạn dặm. Thế nhưng, nàng ta vừa dừng lại thì mười mấy thanh huyết kiếm lại chém đến. Ánh mắt Lục Chiêu Tịch bỗng trở nên hung tàn, tay phải đột nhiên nắm chặt. Thoáng chốc, vô số luồng sáng trắng tuôn ra từ lòng bàn tay nàng ta, chớp mắt, vô số luồng sáng trắng lập tức xuyên qua bắn đến vũ trụ thứ nguyên. Cửu thứ nguyên thần lực. Đây là cửu thứ nguyên chi lực. Ở phía xa. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, ánh mắt nàng ta không hề lo lắng. Nhìn thấy cửu thứ nguyên thần lực vô tận kia, vẻ mặt Diệp Huyên lại bình tĩnh đến lạ. Hắn đột ngột nhắm mắt, kiếm Thanh Huyên bỗng quay về trước mặt hắn, đồng thời, mười mấy thanh kiếm kiếm ý đột nhiên hóa thành kiếm ý xuyên vào kiếm Thanh Huyên. Bù! Tiếng kiếm chợt vang vọng khắp cả vũ trụ cửu thứ nguyên. Kiếm ý nhân gian cộng thêm huyết mạch phong ma bất khuất. Diệp Huyên bỗng vươn tay nắm lấy kiếm Thanh Huyên, bước ra một bước, chém một kiếm xuống. Bù! Một kiếm này vừa chém xuống, một luồng kiếm quang đã bay ra. Ầm ầm! Thoáng chốc, vô số cửu thứ nguyên thần lực bị vỡ tan, hư không đều bị một kiếm này của Diệp Huyên đánh vỡ, còn Lục Chiêu Tịch, ngay khi cửu thứ nguyên thần lực bị phá vỡ thì lập tức bị đánh bay cả 10 vạn dặm. Sau khi dừng lại, thân xác Lục Chiêu Tịch lập tức bị vỡ nứt. Máu tươi tung tóe, ngay sau đó, một luồng kiếm khi đột nhiên bùng nổ từ trên người nàng ta, thoáng chốc, thân xác nàng ta lập tức vỡ vụn, chỉ còn mỗi linh hồn. Lục Chiêu Tịch sững sờ. Thua rồi. Sao có thể? Lục Chiêu Tịch có chút khó tin nhìn Diệp Huyên phía xa, không, không thể nào, ngươi chẳng qua chỉ là bỉ ngạn cảnh, mà ta cao hơn ngươi nhiều cảnh giới như vậy. Ở phía xa, Diệp Huyên khẽ cười, cảnh giới. Đó chẳng qua chỉ là quy tắc bó buộc kẻ yếu mà thôi. Người mạnh thật sự, ai lại để ý đến cảnh giới chứ? Lục Chiêu Tịch nhìn Diệp Huyên chằm chằm, sau đó, nàng ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Ầm! Chớp mắt, một luồng sức mạnh linh hồn và cửu thứ nguyên thần lực đáng sợ từ trong sân quét qua như một cơn bão. Diệp Huyên ở phía xa nâng tay chém một kiếm xuống. Ầm ầm! Sức mạnh linh hồn đáng sợ kia lập tức bị đánh tan, Lục Chiêu Tịch lại bị đẩy lùi đến mười mấy vạn dặm ra ra. Mà khi nàng ta dừng lại, kiếm Thanh Huyên đỏ rực đã nhắm ngay giữa trán nàng ta. Thua rồi. Ở phía xa, Tần Quan nhìn Diệp Huyên, chỉ im lặng. Nàng ta phát hiện, sau khi kiếm ý nhân gian xuất hiện quy tắc trật tự, thì hoàn toàn khác trước. Thư viện Quan Huyên mà Diệp Huyên lập ra,
lúc này mới thật sự thể hiện rõ sự kinh khủng của nó. Vệ số tín ngưỡng đã hình thành trật tự nhân gian, ở phía xa, Diệp Huyên liếc nhìn Lục Chiêu Tịch mang theo vẻ mặt khó tin, sau đó quay người đi đến bên cạnh Tần Quan. Chúng ta đi thôi, Tần Quan gật đầu. Hai người định rời đi thì lúc này, một áp lực kinh người bỗng giáng xuống từ trên trời. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhíu mày. Ngay lúc này, một ông lão thứ nguyên bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Tần Quan không xa. Ông lão thứ nguyên nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên khẽ cười, ta và nàng ta đấu một trận công bằng, hơn nữa, ta không giết nàng ta. Ông lão thứ nguyên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, tay phải chậm chậm siết chặt, một luồng thế khủng khiếp bỗng bao phủ Diệp Huyên. Rõ ràng, ông ta đang muốn giữ Diệp Huyên lại. Ở phía xa, Lục Chiêu Tịch bỗng lên tiếng, Lan hộ pháp, để hắn đi đi. Đại hộ pháp. Thánh vương điện ngoài cửu đại thánh vương, thì còn có ba đại hộ pháp, hai đại tả hữu tư pháp thần. Mà Lan hộ pháp này, chính là một trong ba đại hộ pháp mạnh nhất trong thánh vương điện. Lan họ pháp lại khẽ lắc đầu, người này, không giữ được. Không giữ được. Diệp Huyên không chỉ mạnh kiếm đạo, mà còn được truyền thừa của Cổ Thiên Đế và Diệp Thiên Đế, lúc trước bọn họ đã muốn giết Diệp Huyên rồi, nhưng Diệp Huyên ở vũ trụ bình hành, mà bây giờ, hiệp ước ký kết giữa vũ trụ thứ nguyên và vũ trụ bình hành chưa kết thúc, vì vậy, bọn họ không dám trực tiếp đến vũ trụ bình hành ra tay. Nhưng bây giờ thì khác, Diệp Huyên lại ở vũ trụ thứ nguyên. Nghe thấy lời của Lan Hộ Pháp, vẻ mặt Lục Chiêu Tịch lập tức trở nên khó coi, Lan Hộ Pháp. Ta và hắn là chiến đấu công bằng, nếu lúc này ngươi ra tay với hắn, chẳng phải sẽ khiến người đời cười chê vũ trụ thứ nguyên ta không màng võ đức sao? Lan hộ pháp im lặng, như đang do dự. Lục Chiêu Tịch còn đang muốn nói gì đó thì lúc này, Lan hộ pháp đột nhiên nói, hắn phải chết. Nói xong, ông ta bỗng biến mất, lập tức đánh một quyền về phía Tần Quan và Diệp Huyên. Thực lực Diệp Huyên đã thể hiện, quả thực quá kinh khủng. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, ông ta không dám nghĩ. Cách giải quyết mối nguy tốt nhất là gì? Chính là bóp chết nó. Thấy Lan hộ pháp trực tiếp ra tay, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vũ trụ thứ nguyên này không màng võ đức sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lao về phía trước, chém xuống một kiếm. Một kiếm dùng toàn lực. Ầm ầm. Một vùng kiếm quang vụn vỡ, Diệp Huyên lập tức bị đánh bay mười mấy vạn dặm. Sau khi dừng lại, khóe miệng Diệp Huyên cũng dính máu tươi. Hoàn toàn không đánh lại. Diệp Huyên nhìn Lan hộ pháp lại lao về phía hắn ở phía xa, hắn đã thấy rõ thực tế. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, Thanh Nhi. Diệp Huyên vừa dứt lời, thời không trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, sau đó, một cô gái chậm rãi bước ra. Thấy người đến, Diệp Huyên sững người, nha đầu, sao lại là muội? Người đến không phải Thanh Nhi váy trắng, mà là Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên, có phải huynh muốn nhìn thấy nàng ta không? Nàng ta này, đương nhiên chính là Thanh Nhi. Diệp Huyên vội nói, nào có, nhìn thấy muội, ta cũng rất vui mừng mà. Thanh Khâu khẽ cúi đầu, ta biết, trong lòng huynh, nàng ta mới là quan trọng nhất. Thôi rồi. Diệp Huyên cũng đau đầu. Nhà đầu này bắt đầu ghen tị rồi. Mà lúc này, Lan hộ pháp kia đã chém giết đến tận nơi rồi. Thanh Khâu bỗng cầm kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, sau đó quay người chém một kiếm. Bù! Một luồng kiếm quang bay ra, Lan hộ pháp mạnh mẽ kia lập tức bị đánh bay mấy trăm vạn dặm. Khi vừa dừng lại, giữa trán ông ta đã bị ghim một thanh kiếm, chính là kiếm Thanh Huyên. Đầu óc Lan hộ pháp mờ mịt. Thanh Khâu không quan tâm Lan hộ pháp. Nàng ấy quay người nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt buồn bã, nếu người huynh muốn gặp là nàng ta, vậy ta đi. Tuy nói như vậy, nhưng lại không có ý định đi. Diệp Huyên vội kéo tay Thanh Khâu, nghiêm túc nói, nhà đầu, trong lòng ta, các muội đều là Thanh Nhi. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên, một lúc sau, nàng ấy khẽ cười, vậy ta và nàng ta, huynh thích ai hơn? Không được nói đều giống nhau, cũng không được nói dối ta. Diệp Huyên đã đau đầu lại càng thêm đau. Hai người các muội ở một góc độ khác mà nói, chẳng phải là một người sao? Tần Quan ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên bị làm khó, khẽ cười không thôi.
Ngay lúc này, Lan Hộ Pháp ở phía xa run giọng nói, ngươi là ai? Thanh Khâu quay đầu nhìn Lan Hộ Pháp, ta là muội muội huynh ấy. Lan Hộ Pháp khẽ nuốt nước bọt, sau đó nói, ngươi. Thanh Khâu bỗng điểm tay. Bù. Đầu Lan Hộ Pháp lập tức bay đi. Thanh Khâu quay người nhìn Diệp Huyên, ca ca, bây giờ huynh có thể trả lời vấn đề của ta rồi. Diệp Huyên. Thanh Khâu cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, đợi hắn trả lời. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó khẽ ôm lấy Thanh Khâu, ta không biết các muội ai quan trọng hơn, ta chỉ biết, trong lòng ta, các muội là quan trọng nhất. So với ta còn quan trọng hơn, nếu giữa ta và muội có một người phải chết, ta chắc chắn sẽ chọn bản thân, cũng giống như ở Sơn Động Ban lúc đầu kia. Sơn Động kia. Nghe vậy, Thanh Khâu khẽ run rẩy, sau đó, nàng ấy ôm chặt Diệp Huyên, nước mắt rơi như mưa, huynh sống, huynh chết, ta sẽ không sống một mình. Nhiều lúc, sống so với cái chết còn đáng sợ hơn nhiều. Thanh Khâu ôm chặt Diệp Huyên. Nước mắt nàng ấy cứ trào ra như vậy. Nếu thế gian này có gì có thể khiến nàng ấy sợ hãi, thì chỉ có duy nhất một chuyện, chính là những tháng ngày không có Diệp Huyên. Chỉ nghĩ vậy thôi, mà đã khiến nàng ấy sợ hãi. Diệp Huyên ôm Thanh Khâu trong lòng, hắn cảm nhận được, thân thể Thanh Khâu vẫn không ngừng run rẩy. Rõ ràng nàng ấy đang nhớ lại những chuyện trước kia. Diệp Huyên thở dài trong lòng, hắn ôm chặt Thanh Khâu, trong lòng thầm tự thề, đời này, mọi người đều phải sống thật tốt. Hắn đã quyết định, đợi qua chuyện này, nhất định phải tìm ba thanh nhi còn lại. Ở bên kia, Tần Quan nhìn hai huynh muội trước mặt, im lặng không nói. Đối với chuyện trước kia, nàng ta cũng có biết đôi chút. Người trước mắt này chính là bản thể, mà ban đầu cũng chính vì một câu nói của Diệp Huyên, mà Thanh Khâu cô nương trước mặt này đã bảo vệ vũ trụ tam duy trong vô số năm, không những vậy, còn trấn thủ cả vũ trụ tứ duy. Chuyện quan trọng nhất là, người trước mắt này, rõ ràng ban đầu có thể đi rất rất xa. Nhưng, vì Diệp Huyên, mà nàng ấy lại nguyện ý ở lại vũ trụ tam duy vĩnh viễn. Mà khi thực lực của nàng ấy mạnh đến mức đe dọa đến vũ trụ tam duy, thì nàng ấy lại lựa chọn chi tách phân thân. Đương nhiên, tạo hóa lại trêu ngươi. Sau khi phân thân, thiên mệnh váy trắng kia không chỉ không trở nên mạnh hơn, mà trái lại còn vượt qua cả bản thể, trở thành một sự tồn tại còn đáng sợ hơn. Thiên mệnh váy trắng trước kia, có thể nói chính là hiện thân chấp niệm của Thanh Khâu cô nương này. Ngay lúc này, một luồng hơi thở kinh người đột nhiên tràn xuống từ trên bầu trời. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, một ông lão chậm rãi bước ra. Diệp Huyên nhíu mày, chẳng lẽ người đến là một vị thánh vương? Đương nhiên, lúc này có Thanh Khâu ở đây, hắn cũng không hề hoảng loạn. Hắn bây giờ, vô cùng thông suốt, đánh được thì đánh, không đánh được thì gọi người. Ông lão Thứ Nguyên vừa xuất hiện, Lục Chiêu Tịch ở bên cạnh vội kính cẩn thi lễ Tả Hộ Pháp. Người trước mặt này chính là Tả Hộ Pháp của Thánh Vương Điện. Có thể nói là người mạnh nhất ngoài cửu đại Thánh Vương của vũ trụ Thứ Nguyên. Ông lão Thứ Nguyên kia nhìn Thanh Khâu ở phía xa, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, vũ trụ bình hành xuất hiện kẻ mạnh như ngươi từ khi nào. Thanh Khâu quay người nhìn Tả Hộ Pháp, ca ca ta là người lương thiện như vậy, các ngươi lại ỷ mạnh hiếp yếu. Các ngươi còn lương tâm hay không? Diệp Huyên. Tả Hộ Pháp im lặng một lúc, đột nhiên, ông ta thẳng thừng đánh một quyền về phía Thanh Khâu và Diệp Huyên. Ầm ầm. Chớp mắt, ánh mắt Diệp Huyên thay đổi, hắn cảm nhận được vô số thế giới chồng chất đều bổ nhào về phía hắn. Lúc này, hắn cảm thấy bản thân như nghẹt thở. Mà chỉ là trong thoáng chốc. Thanh Khâu đột nhiên nâng tay chém một kiếm. Bù. Tiếng xé rách vang lên, sau đó vô số sức mạnh kinh người bỗng chốc tan thành hư vô, đồng thời, Tả Hộ Pháp kia lập tức bị một thanh kiếm đóng chặt tại chỗ, không những vậy, vũ trụ Thứ Nguyên vô tận sau lưng Tả Hộ Pháp kia cũng lập tức sụp đổ. Lúc này, cả vũ trụ Thứ Nguyên đều kinh ngạc. Thấy vậy, Lục Chiêu Tịch kia lập tức hóa đá tại chỗ. Diệt gọn. Tả Hộ Pháp bị diệt gọn. Thanh Khâu nhìn Tả Hộ Pháp với vẻ mặt sững sờ, ngươi có vấn đề gì không? Tả Hộ Pháp run giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Vẻ mặt Thanh Khâu bình tĩnh, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, khẽ cười, muội muội hắn. Tả Hộ Pháp. Lúc này, Tần Quan ở bên cạnh bỗng nói, lão già,
ngươi còn ngây ra đó làm gì? Gọi người đi, mau lên, gọi cao thủ mạnh nhất vũ trụ thứ nguyên ngươi ra đây, chúng ta vô địch, các ngươi cứ tùy ý. Diệp Huyên đen mặt nhìn Tần Quan. Tần Quan thì lại phấn khích không thôi. Nàng ta rất thích đánh nhau, nhất là kiểu thắng mãi không thua. Lan Hệ Pháp kia nhìn Tần Quan, vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này, ông ta vô cùng kinh sợ trong lòng, vũ trụ bình hành mà lại có cao thủ khủng khiếp như vậy. Thực lực cô nương trước mắt này, so với các cao thủ đại đế vũ trụ thứ nguyên trước kia không thua kém chút nào. Từ khi nào nhân tộc có đại đế rồi? Thanh Khâu điểm tay khẽ điểm. Bù. Đầu Lan Hộ Pháp còn đang bận suy nghĩ đã bay đi. Lan Hộ Pháp. Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn qua, vừa liếc mắt, nàng ấy lập tức nhìn thấy Thánh Vương Điện. Nhìn thấy 9 bức tượng trong Thánh Vương Điện kia, vẻ mặt Thanh Khâu bình tĩnh như nước, lúc này, nàng ấy đột nhiên kéo tay Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Tần Quan chớp mắt, sau đó nói, đưa ta đi nữa. Lúc này, một luồng kiếm quang bao phủ Tần Quan cũng biến mất tại chỗ. Khi ba người xuất hiện lại thì đã ở trước Thánh Vương Điện. Đến thẳng Thánh Vương Điện. Thánh Vương Điện này nằm trong hư không vô tận của vũ trụ thứ nguyên, cả hư không chỉ có mỗi Thánh Vương Điện. Thanh Khâu dẫn theo Diệp Huyên và Tần Quan đi vào trong Thánh Vương Điện, nàng ấy nhìn 9 bức tượng Thánh Vương, có 2 chuyện. Thứ nhất, Thư viện Quan Huyên ta hôm nay tiến vào vũ trụ thứ nguyên, nếu các người không đồng ý, ta sẽ tiễn các người đi. Chuyện thứ hai, xin lỗi ca ca ta, hoặc ta sẽ chém đầu các ngươi. Tần Quan ở bên cạnh giơ ngón cái với Thanh Khâu, đỉnh quá. Nàng ta phát hiện, Thanh Khâu và Thiên Mệnh váy trắng hành động không hề giống nhau. Thiên Mệnh váy trắng thật sự một lòng muốn làm núi dựa cho Diệp Huyên, nhưng Thanh Khâu thì khác, nàng ấy một lòng muốn Diệp Huyên trở nên mạnh hơn, thậm chí là vượt qua Tam Kiếm. Nếu Thiên Mệnh váy trắng ở đây, vũ trụ thứ nguyên có lẽ chẳng còn rồi. Còn Thanh Khâu thì lại muốn trực tiếp chinh phục vũ trụ thứ nguyên. Thánh Vương Điện sẽ đồng ý sao? Ngay lúc này, một Thánh Vương trong đó bỗng chậm rãi mở mắt, ông ta nhìn Thanh Khâu trong điện, xin lỗi, không thể nào. Xây dựng thư viện, là chuyện không thể. Thanh Khâu khẽ gật đầu, vậy thì dễ xử lý. Vừa nói xong, nàng ấy bỗng chém ra một kiếm. Bù! Một luồng kiếm quang bỗng nổ tung từ trong Thánh Vương Điện. Mà ngay lúc này, 9 luồng sáng vàng bỗng xuất hiện trong Thánh Vương Điện. Rầm. Luồng kiếm quang kia lập tức bị trấn áp nhưng sau đó, kiếm quang trực tiếp phá tan 9 luồng sáng vàng kia, đồng thời, Thanh Khâu và 9 bức tượng đều biến mất không thấy dấu. Diệp Huyên kinh sợ trong lòng, hắn vội ngẩng đầu nhìn, thế nhưng, hắn lại không nhìn thấy gì cả. Trong tinh không thứ nguyên vô tận, Thanh Khâu cầm kiếm đứng thẳng, đối diện nàng ấy, là chính bóng người. Thanh Khâu khẽ cười, bản thể không đến sao. Một bức tượng trong đó bỗng nói, xem người có đủ tư cách hay không. Thanh Khâu nhìn bóng người đang nói kia, nàng ấy chém ra một kiếm. Kiếm vừa chém ra, một luồng kiếm quang vụt qua trong sân. Mà lúc này, bóng người kia đột nhiên bùng nổ một luồng sức mạnh vàng kim kinh người, thế nhưng, luồng sức mạnh vàng kim này vừa chạm vào kiếm quang kia thì lập tức tan vỡ. Bù! Tia kiếm quang chém thẳng bóng người kia. Thanh Khâu liếc mắt nhìn 9 bóng người còn lại, các ngươi cùng lên đi. Vừa nói xong, nàng ấy đột nhiên biến mất. Bù! Một luồng kiếm quang chợt lóe lên trong sân. Đồng thời, ở phía xa bỗng xuất hiện 9 luồng sáng vàng kim đáng sợ. Chớp mắt, cả vùng hư không vô tận không biết rộng lớn đến đâu lập tức hóa thành hư vô. Bị xóa sạch hoàn toàn. Một lúc sau, trong sân chỉ còn lại một người. Chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn phía xa, vẻ mặt vô cảm, một đám lâu la, xưng vương xưng thánh ở trần gian, thật sự tự xem mình là nhân vật lớn sao. Lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt Thanh Khâu không xa. Bóng người kia nhìn Thanh Khâu, các hạ đến từ vực tương lai. Thanh Khâu lạnh nhạt đáp, không phải. Bóng người kia im lặng một lúc rồi nói, những gì cô nương nói trước đó, chúng ta đều đồng ý. Thanh Khâu nhìn bóng người, quay lưng rời đi. Bóng người im lặng một lúc rồi biến mất. Bên bờ biển, một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt ông ta, là vùng biển u tối vô tận.
Bên phải người đàn ông trung niên còn có 9 người khác. 9 người cũng đang ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên gối. Lúc này, 9 người đồng thời mở mắt. Phân thân đều bị tiêu diệt cả rồi. Ánh mắt 9 người đều lạnh lẽo, một người trong đó nhìn người đàn ông trung đứng đầu phía xa, cứ đồng ý yêu cầu của nàng ta dễ dàng vậy sao? Vẻ mặt người đàn ông trung niên đứng đầu bình tĩnh, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể rời khỏi nơi này. Người nói chuyện chợt im lặng, vẻ mặt vô cùng khó coi. Vẻ mặt những người còn lại cũng đều nặng nề. 9 người bọn họ trước giờ chưa từng bị người khác xem thường như vậy. Ngay cả năm đó Cổ Thiên Đế cũng không dám coi thường bọn họ như thế. Người đàn ông đứng đầu nhìn vùng u tối phía xa, khẽ nói, thủy triều sắp xuống rồi, đây là cơ hội của chúng ta, nếu lúc này rời đi, nếu có sai sót thì 10 vạn năm chờ đợi chẳng phải là lãng phí sao? Ông lão khác gật đầu, đúng vậy, có thể đồng ý với nàng ta trước, trấn áp nàng ta, đợi chuyện này kết thúc, chúng ta lại đi tìm nàng ta. Người lên tiếng đầu tiên lúc này gần giọng nói, dám nói chúng ta là đám lâu la, đợi chuyện này qua đi, ta nhất định phải khiến nàng ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lúc này, người đàn ông trung niên đứng đầu bỗng lên tiếng, tạm thời bỏ qua chuyện này, chớ có phân tâm vì chuyện này. Nói xong, ông ta nhìn về phía xa, cách đó không xa, vùng biển tăm tối đã bắt đầu chậm rãi hạ chiều. Thấy vậy, vẻ mặt 9 người trong sân đều trở nên kích động. Vì thời khắc này mà bọn họ đã đợi cả mười mấy vạn năm. Mà lúc này, 9 người đột nhiên không hẹn cùng quay đầu, cách đó không xa, có 3 người chậm rãi bước đến. Người đi đầu chính là Vô Biên Chủ. Nhìn thấy Vô Biên Chủ, 9 người đều sững sờ. Vô Biên Chủ nhìn 9 người họ, sau đó cười nói, ta biết, các ngươi đang đợi thời khắc này. Một người trong đó nhìn Vô Biên Chủ, vẻ mặt trở nên u ám. Vô Biên Chủ nhìn người đang nhìn thẳng ông ta, cười lạnh, Tu Thánh Vương, ngươi nhìn gì? Đừng nói ông đây lén lút nói xấu người khác nhé, bây giờ, ông đây mắng trước mặt ngươi, ngươi chính là thứ rác rưởi. Rác rưởi vô cùng. Tu Thánh Vương kia bỗng tức giận, lập tức đứng dậy, một luồng áp lực Thánh Vương mạnh mẽ lập tức lao về phía Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ vung tay áo, áp lực kinh người kia thoáng chốc đã biến mất dấu. Tu Thánh Vương vẫn còn định ra tay nhưng lại bị người đàn ông trung niên đứng đầu ngăn lại. Người đàn ông trung niên đứng đầu nhìn Vô Biên Chủ, người đến đây là vì thần hoang kia. Vô Biên Chủ nhìn người đàn ông trung niên đứng đầu, Cổ Thánh Vương, xem ra trận chiến năm đó đã giúp ngươi rất nhiều. Cổ Thánh Vương khẽ cười, đúng. Vô Biên Chủ nhún vai, sau đó đi về phía bên cạnh. Cổ Thánh Vương nhìn Vô Biên Chủ, không nói gì. Ở phía xa, Tăng Vô bỗng lên tiếng, Vô Biên Chủ, bọn họ chính là cửu đại thánh vương sao? Vô Biên Chủ gật đầu. Tăng Vô trầm giọng nói, ta trông chẳng có tích sự gì cả. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn Tăng Vô nghiêm túc nói, có thể là đi theo ngươi quá lâu nên ta nhìn ai cũng chẳng ra gì cả. Vô Biên Chủ lập tức bật cười, ha ha, hòa thượng, ta phát hiện ra là ngươi rất biết ăn nói đấy. Nào, ta còn có một thứ không dùng. Người cầm lấy tu luyện đi. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay, một cuốn sách cổ bay đến trước mặt Tăng Vô. Tăng Vô lập tức kích động không thôi. Từ sau khi đi theo Vô Biên Chủ, tu vi của ông ta có thể gọi là tăng vọt hẳn. Ở bên cạnh, Thần Minh liếc nhìn Tăng Vô, sau đó nói, hòa thượng, người nói gì vậy? Cái gì mà nhìn ai cũng chẳng ra gì chứ? Theo ta thấy, trước mặt Vô Biên Chủ thì 9 người bọn họ chính là đám lâu la. Vẻ mặt Tăng Vô cứng đờ. Thần Minh càng nói càng phấn khích, không chỉ bọn họ, mà ta thấy, cho dù là cô gái váy trắng kia ở trước mặt Vô Biên Chủ, cũng là. Lời còn chưa nói xong, Vô Biên Chủ đột nhiên siết chặt cổ Thần Minh, run giọng nói, im miệng. Thần Minh. Im miệng. Thần Minh kinh ngạc nhìn Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ thu tay phải lại, khẽ than nói, đừng nịnh ta không để mình bị dắt mũi đâu, hiểu. Ông ta nói xong bèn đi về phía xa. Thần Minh đứng tại chỗ mà vẫn hơi ngơ ngác. Tăng Vô bỗng chắp hai tay thành hình chữ thập nói, vẫn không hiểu hả? Ngươi nịnh nọt sai cách rồi. Thần Minh. Một lát sau, ba người mới tiếp tục lên đường. Xong lúc này,
vùng biển màu đen đằng xa bỗng nhiên lùi lại. Vô biên chủ nhìn vùng biển đen đang lùi về đằng xa không biết nghĩ gì. Tăng vô mở miệng phá hủy bầu không khí yên tĩnh, vô biên chủ, nơi này chính là cấm địa thần hoang gì kia hả? Vô biên chủ gật đầu, một cấm địa cổ xưa lại thần bí. Tăng vô nhìn phía xa hỏi, ở bên dưới vùng biển đen kia. Vô biên chủ gật đầu. Tăng vô trầm giọng hỏi, vậy chín đại thánh vương cũng vì cấm địa thần hoang kia ư? Vô biên chủ cười nói, đương nhiên rồi, vì cấm địa thần hoang đó mà họ đã đợi ở đây gần 100.000 năm đó. Tăng vô có hơi khó hiểu hỏi, rốt cuộc thì cấm địa thần hoang kia là một nơi như thế nào? Vô biên chủ cười không nói. Đúng lúc này, vùng biển đen đằng xa bỗng nhiên nhanh chóng lùi lại. Vô biên chủ khẽ hỏi, biết dòng nước đen đó là gì không? Tăng vô và thần minh đều nhìn ông ta. Vô biên chủ nhỏ giọng nói, tử vong chi thủy trong truyền thuyết, dính vào là chết. Dù là chín đại thánh vương cũng không dám đụng vào. Ông ta nói xong, quay đầu liếc Tăng Vô, nên đừng có hỏi ta có đụng vào được hay không, hiểu chưa? Tăng Vô, vô biên chủ lại nói, chẳng phải các ngươi vẫn tò mò cổ thiên đế chết như thế nào ư? Tăng Vô nặng nề hỏi, hay là chết trong đây? Vô biên chủ gật đầu. Trong lòng cả hai đều thầm chấn động. Họ không ngờ cổ thiên đế lại ngã xuống ở đây. Thần minh nghiêm trọng hỏi, vô biên chủ, rốt cuộc thì cấm địa thần hoang này là một nơi như thế nào? Vô biên chủ nhìn phía xa, nhỏ giọng đáp, chỗ này là một nơi do chủ nhân Bút Đại Đạo tự mình trấn áp. Mà ở đây, từng chôn cất rất nhiều người chống lại y. Tăng vô cao mày, chống lại chủ nhân Bút Đại Đạo. Vô biên chủ gật đầu, có thể nói y chính là toàn bộ nhân và quả. Hầu như vận mệnh của rất nhiều người đều nằm trong sự khống chế của y. Tăng vô nặng nề hỏi, lợi hại như vậy luôn. Vô biên chủ quay đầu liếc Tăng vô, có phải là ngươi đã có sự hiểu lầm gì về thực lực của y không vậy? Tăng vô cười mỉa, chủ yếu là lúc trước ngươi nói y không dám đánh cô gái váy trắng. Vô biên chủ im lặng một lát mới nói, thấy chín đại thánh vương kia không? Nếu chủ nhân Bút Đại Đạo muốn giết họ thì e rằng cũng chỉ là một cái suy nghĩ mà thôi. Tăng vô kinh ngạc. Vô biên chủ lại quay đầu nhìn vùng biển đen đang lùi về đằng xa, nói tiếp, thực ra, muốn giết chủ nhân Bút Đại Đạo cũng không có xấu xa như vậy. Mọi thứ trên đời này đều phải có quy tắc và trật tự. Nếu không thì vũ trụ này chẳng phải sẽ lộn xộn sao. Nhưng, với một số người, cái gọi là quy tắc kia lại là một loại gông cùm. Họ không muốn làm theo mà muốn phá hủy nó. Thế nên, có rất nhiều người chọn cách đi ngược lại lẽ trời. Ông ta nói xong, khẽ lắc đầu, đương nhiên, những tu sĩ kia cũng không có sau. Bọn họ tu luyện tới một trình độ nhất định, muốn đột phá tiếp, theo đuổi cảnh giới cao hơn thì lại có gì sai. Hơn nữa, cũng không ai muốn bị người nắm giữ vận mệnh. Họ chỉ muốn thoát khỏi sợi xích vận mệnh, đuổi theo sự tự do rộng lớn hơn. Điều đó là không sai. Nếu có sau thì sai ở họ không có đủ thực lực, đánh không lại chủ nhân Bút Đại Đạo. Yếu là sai, nhiều khi, cuộc sống này chính là bất công như vậy. Tăng vô nặng nề hỏi, nếu sau này chúng ta đạt tới một giới hạn nhất định thì cũng sẽ đối đầu với chủ nhân của Bút Đại Đạo ư? Vô biên chủ liếc Tăng vô nói, người vẫn nên ngoan ngoãn đọc kinh đi. Tăng vô cau mày, lẽ nào ba người chúng ta hợp tác cũng không thể đánh một trận với y sao? Vô biên chủ nhìn Tăng vô hỏi, người đang nói đùa đó hả? Tăng vô. Đúng lúc này, đằng xa bỗng xuất hiện một tòa di tích cổ xưa. Chín đại thánh vương thấy vậy lập tức kích động, động loạt đứng phát dậy. Vô biên chủ cũng nhìn về phía xa, song cũng cau chặt mày. Tăng vô nhỏ giọng hỏi, chẳng phải nơi này là chủ nhân Bút Đại Đạo tự mình phong ấn à? Sao chín đại thánh vương lại dám đến đây? Vô biên chủ đáp. Yên tâm đi, chủ nhân Bút Đại Đạo sẽ không để ý mấy chuyện ruồi bu kia. Y mỗi ngày đều rất bận, ngoài vua dựa dẫm thì bình thường y sẽ không đi để ý những người khác. Tăng vô ngó vô biên chủ, tại sao y lại đặc biệt để ý vua dựa dẫm? Vô biên chủ lạnh nhạt nói, nếu vua dựa dẫm chết thì y cũng sẽ chết thẳng cẳng. Tăng vô lại trầm giọng hỏi, chủ nhân Bút Đại Đạo cũng sợ cô gái váy trắng đằng sau vua dựa dẫm hả? Vô biên chủ liếc Tăng vô, ta khuyên người bớt nói xấu y đi, y cũng không phải người phóng khoáng gì. Ông ta nói xong bèn xoay người đi về phía xa.
Tăng Vô đứng tại chỗ quay đầu nhìn Thần Minh hỏi, người sợ chủ nhân bút đại đạo không? Thần Minh ngẫm nghĩ rồi đáp, không biết bắt đầu từ lúc nào, sao ta cứ cảm thấy ngoài cô gái váy trắng kia ra thì ai cũng y như nhau. Tăng Vô gật đầu, ta cũng vậy. Một lát sau, biển đen đằng xa đã hoàn toàn lùi về. Lúc này, một tòa di tích cổ xưa chợt xuất hiện giữa khoảng không này. Đằng xa, chín đại thánh vương cũng đứng dậy đi về phía tòa di tích kia. Cổ thánh vương bỗng đi đến bên cạnh ba người vô biên chủ, ngó ông ta cười hỏi, vô biên chủ, ta có một thắc mắc, chẳng biết có thể giải thích cho ta một chút không? Vô biên chủ không có trả lời. Cổ thánh vương cũng không để ý, nói tiếp, theo ta được biết, hồi đó ngươi từng ngăn cản cổ thiên đế đi đến cấm địa thần hoang. Nhưng, lão ta cũng không có nghe ngươi. Nói cách khác, ngươi biết chuyến đi đó lão ta sẽ chết đúng không? Bát đại thánh vương còn lại nghe vậy cũng nhìn về phía vô biên chủ. Vô biên chủ gật đầu đáp, đúng vậy. Cổ thánh vương nhìn vô biên chủ hỏi, tại sao? Vô biên chủ nhàn nhạt hỏi lại, tại sao gì? Cổ thánh vương nặng nề nói, mặc dù chúng ta là kẻ địch của cổ thiên đế, nhưng với thực lực của lão ta, một chọi một thì chín người chúng ta chưa chắc đã là đối thủ. Mà với thực lực khủng bố ấy, ông ta nói đến đây cũng không nói tiếp. Vô biên chủ lắc đầu nói, lão ta đúng là rất giỏi, hơn nữa tương lai cũng sáng lạn. Tiếc là, lão ta lại chọn sai đường. Cổ thánh vương nhíu mày hỏi, chọn sai đường. Vô biên chủ gật đầu, lão ta được chủ nhân bút đại đạo phong đại đế, người ngoài nhìn vào đều là vinh quang tối cao. Song trong mắt lão ta, kia cũng là một dây xích trói buộc. Lão ta cho rằng vận mệnh của mình bị chủ nhân bút đại đạo điều khiển. Thế nên, lão ta muốn rũ bỏ vận mệnh của mình để đạt được sự tự do chân chính. Thực ra, nếu lão ta muốn làm vậy thì cũng không phải không được. Nhưng lão ta không nên đi khiêu khích chủ nhân bút đại đạo. Hai, cuối cùng lại là vận mệnh hại chết lão ta. Cổ thánh vương trầm giọng lặp lại, vận mệnh. Tăng Vô nhỏ giọng hỏi, chẳng phải nơi này là chủ nhân bút đại đạo tự mình phong ấn à? Sao chín đại thánh vương lại dám đến đây? Vô biên chủ đáp, yên tâm đi, chủ nhân bút đại đạo sẽ không để ý mấy chuyện ruồi bu kia. Y mỗi ngày đều rất bận, ngoài vua dựa dẫm thì bình thường y sẽ không đi để ý những người khác. Tăng Vô ngó vô biên chủ, tại sao y lại đặc biệt để ý vua dựa dẫm? Vô biên chủ lạnh nhạt nói, nếu vua dựa dẫm chết thì y cũng sẽ chết thẳng cẳng. Tăng Vô lại trầm giọng hỏi, chủ nhân bút đại đạo cũng sợ cô gái váy trắng đằng sau vua dựa dẫm hả? Vô biên chủ lạnh nhạt nói, cũng tạm, cổ thánh vương liếc vô biên chủ, không hỏi thêm gì nữa. Chẳng bao lâu sau, mọi người đi tới trước một miệng giếng cạn. Cái giếng này cũng không lớn, bên trong đen thui thùi lùi, trông rất là tiêu điều. Vẻ mặt đám người cổ thánh vương đều hết sức căng thẳng đề phòng. Trong vũ trụ thứ nguyên, họ đều là những kẻ không địch thủ, nhưng ở đây họ cũng không dám cho mình là vô địch. Phải biết rằng, hồi đó cổ thiên đế chính là ngã xuống ở đây. Vô biên chủ ngó miệng giếng rồi hỏi, Mục Hình Chi, người chết chưa? Á đù, vô biên. Bấy giờ, trong miệng giếng bỗng truyền đến một giọng đầy kích động, vô biên ngươi đến rồi à? Đại ca, cuối cùng ngươi cũng đến. Mau cứu ta ra ngoài với. Ca ca ruột của ta ơi. Mọi người. Vô biên chủ nhàn nhạt hỏi, ta cứu ngươi kiểu gì? Mục Hình Chi kích động nói, vô biên, ta biết ngươi rất thân với chủ nhân bút đại đạo. Ngươi có thể giúp ta cầu xin y một chuyện không? Chỉ cần nói với y ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ đi ngược với lẽ trời nữa. Sau khi ra ngoài, ta bằng lòng làm một công dân tốt. Đám người cổ thánh vương đều lộ ra vẻ hết sức cổ quái. Vô biên chủ lắc đầu, sớm biết vậy thì lúc trước còn làm vậy làm chi? Mục Hình Chi khẽ thở dài. Vô biên chủ liếc đám cổ thánh vương một cái nói, giờ có rất nhiều chính là như vậy. Lúc còn trẻ thì khí phách ngất trời, mạng ta do ta chứ không phải do trời. Đến trung niên lại ông trời ơi, có thể đừng chơi ta nữa được không? Mọi người. Mục Hình Chi ở dưới giếng lại nói, vô biên, giúp ta một lần đi, làm ơn luôn đó. Vô biên chủ lặng im một lúc mới nói, ta không thể giúp ngươi được. Mục Hình Chi dưới giếng lại thở dài. Lúc này, vô biên chủ bỗng nhiên nhảy xuống. Đám người cổ thánh vương thấy vậy đều hoảng sợ,
chần chờ một lúc vẫn không có nhảy vào theo. Dưới giếng, Phổ Biên Chủ đi đến trước một bức tường đá, trên vách có một người đàn ông tóc tai bù xù bị một lá bùa đóng đinh lên đó. Người này chính là Mục Hình Chi. Mục Hình Chi thấy Phổ Biên Chủ thì lắc đầu cười khổ. Phổ Biên Chủ trầm giọng nói, cứu ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi phải biết ta mà cứu ngươi thì có lẽ sẽ là hại ngươi. Mục Hình Chi im lặng. Phổ Biên Chủ lại nói, ta chỉ cho ngươi một con đường, có người có thể cứu ngươi. Sau khi ngươi được cứu, nếu đi theo hắn thì chủ nhân Bút Đại Đạo cũng sẽ không chạy tới tính sổ ngươi đâu. Mục Hình Chi vội hỏi, ai thế? Phổ Biên Chủ im lặng một lúc lâu mới đáp, vua dựa dẫm. Mục Hình Chi hỏi, lợi hại lắm hả? Phổ Biên Chủ lắc đầu, chẳng ra gì. Mục Hình Chi cau mày, vậy? Phổ Biên Chủ lại khẽ thở dài nói, tuy hắn không lợi hại, nhưng hắn có ô dù. Vua dựa dẫm, hắn có chỗ dựa. Mục Hình Chi. Một lát sau, Phổ Biên Chủ mới nhảy ra khỏi đáy giếng. Với Mục Hình Chi thì ông ta chỉ có thể giúp được đến thế. Hiện trường, đám cổ thánh vương đều nhìn Vô Biên Chủ với vẻ mặt khác nhau. Giờ phút này, bọn họ phát hiện Vô Biên Chủ kia còn thần bí hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều. Bởi vì trông dáng vẻ kia của ông ta, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới cấm địa thần hoang. Cổ thánh vương nghĩ đến đây bỗng hỏi, Vô Biên Chủ, hình như đây không phải lần đầu ngươi đến đây nhỉ? Vô Biên Chủ khẽ cười đáp, có tới mấy lần. Ông ta nói xong bèn đi về phía xa. Cổ thánh vương đứng tại chỗ hơi cau mày. Một lát sau, đám người cổ thánh vương cũng đi theo. Sau khi tiến vào thần hoang, đám người cổ thánh vương đều vô cùng đề phòng, nơi đây chỗ nào cũng lộ ra một loại hoang vắng và quỷ dị. Để đảm bảo an toàn, đám cổ thánh vương bèn đi theo Vô Biên Chủ. Nhưng lúc này, Vô Biên Chủ bỗng dừng lại, cách đó không xa có một cây cột đá, bên trên có một người đàn ông trung niên bị một sợi xích bằng ký hiệu trói chặt. Người đàn ông trung niên kia chậm rãi mở mắt ra, khi nhìn thấy Vô Biên Chủ thì lập tức hết sức kích động, Vô Biên. Ngươi đã đến rồi. Vô Biên Chủ cười hỏi, Minh Tông, vẫn ổn chứ? Người đàn ông trung niên tên Minh Tông cười khổ hỏi, ngươi nhìn ta bây giờ xem có ổn không? Vô Biên Chủ đánh giá Minh Tông một lượt rồi cười nói, không ổn lắm. Minh Tông trầm giọng hỏi, Vô Biên, có thể chỉ cho ta một con đường sáng không? Vô Biên Chủ im lặng. Minh Tông lại nói tiếp, ngày tháng không chút hy vọng nào như này thật sự rất khó chịu. Vô Biên, ta biết ngươi quen chủ nhân Bút Đại Đạo, có thể nói cho ta biết phải làm sao mới giải vây được không? Vô Biên Chủ liếc Minh Tông, lúc trước, ngươi đã chỉ vào mũi của y mà chửi đó. Minh Tông cười khổ, tuổi trẻ, ngông cuồng tự đại, không hiểu chuyện thôi. Vô Biên Chủ im lặng. Minh Tông lại nặng nề nói, Vô Biên, xin hãy chỉ có một con đường sáng đi. Vô Biên Chủ nói, chẳng bao lâu sau, sẽ có một thiếu niên không biết xấu hổ đến đây, hắn chính là cơ hội của ngươi. Có thể giữ được không thì phải xem chính ngươi. Minh Tông cau mày, một thiếu niên không biết xấu hổ. Vô Biên Chủ gật đầu, đúng thế. Sau khi ngươi gặp được thì sẽ biết thôi. Ông ta nói xong bèn đi tiếp về phía trước. Minh Tông ở tại chỗ im lặng một lúc mới nói cảm ơn. Ông ta nói xong bèn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, trong mắt đã xuất hiện một tia hy vọng. Đám người cổ thánh vương liếc Minh Tông rồi vội vàng đuổi theo Vô Biên Chủ. Bấy giờ, Vô Biên Chủ bỗng dưng ngừng lại, nhìn đám người cổ thánh vương cười hỏi, đi theo ta làm gì? Cổ thánh vương chần chờ rồi nói, Vô Biên, chúng ta tới đây là vì tìm kiếm cơ hội, ngươi có thể chỉ cho chúng ta một con đường sáng không? Vô Biên Chủ chỉ vào bên phải nói, đi bên kia, chỗ đó có điều mà các ngươi muốn. Cổ thánh vương lập tức nói, cảm ơn. Ông ta nói xong bèn dẫn đoàn người đi về phía đó. Vô Biên Chủ nhìn đám người cổ thánh vương đi xa, lắc đầu. Tăng Vô hỏi, sao thế? Vô Biên Chủ khẽ thở dài nói, một người, tương lai có thể đi bao xa, bình thường ngoài sự cố gắng của bản thân ra còn có một cái nhân tố quan trọng nữa. Tăng Vô tò mò hỏi, nhân tố gì? Vô Biên Chủ cười đáp, chọn phe. Ông ta nói xong đi tiếp về phía trước. Chọn phe. Tăng Vô và Thần Minh liếc nhìn nhau, câm nín. Lúc này, Thần Minh bỗng mở miệng,
Vô Biên, ban nãy người chỉ bên kia có cái gì? Vô Biên chủ đáp, một vài truyền thừa của những cao thủ bị nhốt đến chết. Thần Minh trầm giọng hỏi, còn mạnh hơn đám thánh vương kia hả? Vô Biên chủ cười khẽ nói, chắc phải mạnh hơn mấy chục lần ấy. Hai người nghe vậy đều biến sắc. Thần Minh kinh ngạc nói, không thể nào. Vô Biên chủ quay đầu liếc Thần Minh, lắc đầu nói, đúng là chưa biết mùi đời. Thần Minh. Vô Biên chủ lại nói, các ngươi có biết Minh Tông ban nãy là cao thủ cấp bậc gì không? Hai người lắc đầu. Vô Biên chủ nhẹ nhàng nói, một mình ông ta có thể giết chết 9 đại thánh vương kia một cách dễ dàng. Thần Minh nặng nề hỏi, vậy tại sao ông ta lại bị nhốt ở đó? Vô Biên chủ cười nói, vì đối thủ của họ là chủ nhân bút đại đạo. Thần Minh im lặng. Giờ phút này, ông ta bỗng dưng nhận ra chủ nhân của bút đại đạo trong truyền thuyết kia đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này đây, Vô Biên chủ bỗng nhiên ngừng lại nhìn đằng trước, cách đó không xa trên một tảng đá lớn đang có một người đàn ông trung niên khoanh chân ngồi. Đầu tóc ông ta bạc phơ, mặc một bộ đồ màu đen rộng thùng thình, cả người như lão tăng ngồi thiền. Bấy giờ, người đàn ông trung niên chợt mở mắt ra nhìn Vô Biên chủ, khi thấy Vô Biên chủ lại nhắm mắt lại. Vô Biên chủ đi đến trước mặt ông ta cười chào hỏi, già Vô, lâu rồi không gặp. Già Vô nhàn nhạt nói, người lại lăn lộn cũng khá nhỉ. Vô Biên chủ cười nói, chứ sao? Ha ha, già Vô im lặng một lát rồi nói, hồi đó, tại sao ngươi không chống lại chủ nhân bút đại đạo với chúng ta? Vô Biên chủ lắc đầu, không có phần thắng. Già Vô mở mắt nhìn thẳng vào Vô Biên chủ hỏi, lẽ nào ngươi bằng lòng bị y sắp xếp cả đời sao? Vô Biên chủ cười nói, giờ ta là tự do, còn các ngươi lại không? Trong mắt già Vô chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn, thì sao? Dù có chết, ta cũng sẽ cúi đầu trước y. Vô Biên chủ khẽ lắc đầu nói, không đáng. Già Vô lại khôi phục bình tĩnh đáp, vì tự do. Vô Biên chủ ngó già Vô nói, chủ nhân bút đại đạo có hạn chế sự tự do của các ngươi hả? Già Vô nhíu mày. Vô Biên chủ lại nói, y cũng không có hạn chế sự tự do của các ngươi, y chỉ khiến các ngươi tuân thủ một số quy tắc, mà chúng lại chẳng ảnh hưởng gì đến các ngươi. Nhưng các ngươi lại cứ cảm thấy y đang sắp đặt mình. Ông ta nói xong, khẽ lắc đầu, ta nói thật, y hoàn toàn không có hứng thú với các ngươi, là chính các ngươi coi mình là vũ trụ. Cảm thấy mình bị xúc phạm. Già Vô nhìn chằm chằm vào Vô Biên chủ nói, Vô Biên, ngươi hèn vậy sao? Vô Biên chủ lắc đầu, vậy ngươi cứ ở trong đây tức giận vô ích đi. Ông ta nói xong bèn đi về phía trước. Già Vô bỗng gằn giọng nói, Vô Biên, ngươi là tay sai cho chủ nhân bút đại đạo à? Đằng xa, Vô Biên chủ dừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, chẳng phải ngươi muốn chống lại chủ nhân bút đại đạo hả? Ta cho ngươi biết một cách, có một thiếu niên tên Diệp Huyên, là người thiên mệnh của thế hệ này. Ngươi giết hắn, chủ nhân bút đại đạo cũng coi như xong. Giờ hắn đang ở vũ trụ bình hành. Người thiên mệnh. Sắc mặt già Vô hết sức khó coi nói, giờ ta đang bị nhốt thì giết hắn kiểu gì? Vô Biên chủ cười nói, ta giúp ngươi. Ông ta nói xong bèn mở tay ra rồi khẽ ấn xuống. Ầm. Ký hiệu thần bí trên người già Vô trực tiếp trở nên mờ đi. Vô Biên chủ nói, giờ, linh hồn của ngươi có thể rời đi. Nhưng, có thời hạn, nếu trong một tiếng mà còn chưa trở về thì cơ thể ngươi sẽ bị pháp tắc kia xóa sổ. Chẳng những vậy, linh hồn của ngươi cũng sẽ bị pháp tắc đó đuổi giết. Ông ta nói xong bèn xoay người rời đi. Già Vô bỗng trầm giọng hỏi, giết Diệp Huyên kia thì có thể giết chủ nhân bút đại đạo thật hả? Vô Biên chủ gật đầu, chỉ cần ngươi giết hắn, ta đảm bảo, chủ nhân bút đại đạo chắc chắn phải chết. Chuyện này thì ta có thể thề. Ông ta nói xong, mở tay ra rồi khẽ vung, bộ dáng của Diệp Huyên lập tức xuất hiện trước mặt Già Vô, chính là tên khốn này. Hắn tên Diệp Huyên. Già Vô lạnh lùng liếc Vô Biên chủ, sau đó linh hồn lập tức rời khỏi cơ thể biến mất ở đằng xa. Sau khi Già Vô rời khỏi, Tăng Vô bèn nhìn về phía Vô Biên chủ hỏi, người đang lừa ông ta hả? Vô Biên chủ nhàn nhạt nói, ta không có lừa ông ta, giết vua dựa dẫm thì chủ nhân bút đại đạo cũng sẽ tiêu luôn. Tăng Vô trần chờ một lát rồi nói, nhưng mà, kia chính là vua dựa dẫm đó. Ông ta giết nổi không?
Vô biên chủ dửng dưng đáp, chuyện này thì liên quan gì đến ta? Không giết được thì lẽ nào không phải là do ông ta sao? Tăng vô kinh ngạc ngó vô biên chủ, người mạnh hơn ông ta rất nhiều, nếu gai mắt người ta sao không giết luôn? Mà lại lừa ông ta như vậy? Vô biên chủ liếc tăng vô, ông ta không có ân oán gì với ta hết, ta giết ông ta làm gì? Lẽ nào vì ông ta chửi ta một câu, ta bèn giết người? Điều này không được, ta không phải một người hẹp hòi như vậy, hiểu? Vẻ mặt tăng vô cứng lại. Tại thư viện Quan Huyên. Giờ đây, Thanh Khâu đã đi tới cổ hoang, có Thanh Khâu thì đương nhiên Diệp Huyên và Tần Quan đều vui vẻ. Mà chuyện Thanh Khâu giết chết cao thủ trong vũ trụ thứ nguyên cũng nhanh chóng truyền khắp cổ hoang. Tên của Thanh Khâu lập tức không ai là không biết. Lần này, Thanh Khâu là dẫn đội đi vào cổ hoang vì giờ vũ trụ Quan Huyên đã hoàn toàn ổn định, còn lại chỉ cần chậm rãi xây dựng nên trật tự thôi. Vũ trụ thứ nguyên. Hôm nay, Thanh Khâu dẫn theo Diệp Huyên đi thẳng tới vũ trụ thứ nguyên 9. Trước Thánh Vương Điện. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên cười nói, ca, huynh tu luyện ở đây đi. Diệp Huyên gật đầu đáp, được. Giờ đây, hắn quả thật cần thứ nguyên chi lực. Diệp Huyên không hề chần chờ, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu thứ nguyên chi lực xung quanh. Mục tiêu của hắn chính là thứ nguyên cảnh. Thanh Khâu bèn đứng bên cạnh, lặng lặng chờ. Khi Diệp Huyên tu luyện trước Thánh Vương Điện, hiển nhiên cũng khiến cho cao thủ của vũ trụ thứ nguyên chú ý nhưng lại chẳng ai dám tới làm phiền. Diệp Huyên cứ thế ngông nghênh trắng trợn tu luyện trong vũ trụ thứ nguyên. Còn Tần Quan lại dẫn theo đội ngũ của mình đi tới vũ trụ thứ nguyên thành lập Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên. Chẳng những vậy, Tần Quan còn không ngừng xây dựng truyền tống trận giữa vũ trụ thứ nguyên và vũ trụ bình hành. Bởi vì theo nàng ta hai vũ trụ này sớm hay muộn cũng sẽ hợp thành một cái mà thôi. Song trước một loạt hành động của Tần Quan, vũ trụ thứ nguyên thế mà lại im thin thít. Vũ trụ thứ nguyên đều đang chờ những thánh vương của Thánh Vương Điện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 226.